Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Sư phụ, nếu như tiên nhân hai đạo đều chấp thuận lý niệm ngũ hành của Ma đạo, vậy thì tại sao lại không được ghi chép trong đạo tàng? Nghe cô ấy nói thế tôi liền hỏi lại, lý do rất đơn giản, bởi vì lý niệm ban sơ của ngũ hành là do Ma đạo tổ sư nói ra trước. Tư tưởng của tổ sư rất phóng khoáng, trong quá trình truyền đạo nếu như bất chợt lĩnh ngộ được gì sẽ lập tức giảng dạy lại cho đệ tử. Nhưng nói thật thì cái này cũng đâu cần phải ghi chép lại làm gì, đợi đến lúc tu vi có thể tự cảm nhận được tinh khí của tiên thiên ất sẽ tự hiểu thôi sư phụ, hình như cô rất sùng bái mà đạo tổ sư thì phải. Tôi hỏi, ai ra, chẳng qua giáo nghĩa của tam đạo khác nhau chứ đâu phải là thâm thù đại hận gì đâu mà. Đừng nói đến hậu bối đệ tử nhân đạo như tôi đây, ngay cả những người liên thủ giết chết ma đạo tổ sư năm xưa có ai là không kính nể tổ sư đâu chứ. Khương Tuyết Dương thở dài một tiếng đáp, chính vào lúc sư đồ chúng tôi đang tán dóc thì thủy vực đàm cửu long lại có biến. Mặt nước lại bắt đầu gợn sóng, tiếp theo đó lần lượt vô số đầu người trồi lên, hàng ngàn hàng vạn đếm không xuể. Mặt mũi y hệt như người còn sống, thời đại nào cũng có. Bao nhiêu năm qua đàm cửu long không biết đã hấp thụ bao nhiêu hài cốt phong hồn, hôm nay cửu tinh tề tựu, thiên cơ biến đổi, lại đụng phải điềm báo đại nạn sao kim lăng nhật hiếm hoi, cho nên bao nhiêu tử đạo ẩn giấu dưới đáy sông lâu nay đều nổi hết lên mặt nước. Nhưng đây không phải là mấu chốt của mọi việc, cái chính là xác rồng sắp hiện thế rồi. Xác rồng hiện thế đối với mọi sinh linh mà nói đều là một trận tai họa, mà đám tử đảo tập trung lên bờ là vì muốn trốn tránh cái sát rồng đó. Lúc này bầu trời thật ảm đạm, dưới nước lại chi chít bao nhiêu tử đảo khiến ra đầu tôi muốn tê liệt luôn vậy đó. Mà quần chúng có mặt tại đây ai nấy đều mang bộ mặt như sắp đón chờ cái gì đó thật khủng khiếp. Các cao thủ tinh nhuệ của Phủ Thiên Sư lúc này toàn bộ đều rời khỏi doanh trận, bắt đầu tập trung tại bờ sông để bố trận tế kiếm. Chiến lực của tử đảo mạnh hơn so với đạo binh, nếu như để bọn chúng lên bờ thì chắc chắn sẽ dẫn đến thương vong vô số cho Phủ Thiên Sư, vậy thì nhất định phải trừ khử hết bọn chúng trước khi chúng bước chân lên bờ. Bao nhiêu cao thủ chân khí cùng với 10 vị cao thủ huyền quan tập hợp lại tế kiếm, tình cảnh trang nghiêm mà hùng vĩ, những tia sét màu tím vừa đánh ra liền sáng rực cả bờ sông. Theo tiếng niệm chú vừa dứt, thanh kiếm trong tay họ liền đánh ra từng tia sét chấp nhoáng, tạo thành một cái lưới điện, phóng thẳng vào đám tử đảo. Quỷ khóc ma gào thảm thiết vang cả một vùng trời, loại xét dạng lưới như thế này không biết đã tiêu diệt được bao nhiêu là tử đảo. Nhưng vì số lượng tử đảo thật sự quá nhiều đi, đợt này vừa xong thì đợt khác lại nổi lên. Nếu như chỉ dựa vào các cao thủ chân khí huyền quan của Phủ Thiên Sư thôi thì cho dù rút cạn chân khí cũng diệt không hết bọn chúng đâu. Nhìn thấy bầy tử đảo cứ dây dưa không dứt, giết mãi không hết, trưởng giáo Phủ Thiên Sư liền lớn giọng cất lời, tử đảo lên bờ, sinh linh đổ thán, chư vị đạo hiếu không lẽ chỉ đứng nhìn mà không làm gì sao. Câu nói của ông vừa dứt, thì dù cho các đạo thống có ý muốn tiêu hao hết chiến lực của phủ thiên sư cũng không thể mắt nhắm mắt mở được nữa, liền bắt đầu thi nhau hưởng ứng. Đệ tử phái Mao Sơn nghe lệnh, trừ ma vệ đạo, giết. Đạo trưởng phái Mao Sơn phát hiệu lệnh, đệ tử võ đang nghe lệnh, giết. Chảm tà túy, độ vong hồn, đệ tử toàn chân giáo nghe lệnh, giết. Trong phút chốc, dường như toàn bộ cao thủ chân khí huyền quan trong đạo môn đều ra tay, trên bờ sông hàng ngàn lôi pháp, phù lục thần quang sáng trói bao ánh nhìn, đến khi không còn tử đảo nào nổi lên mặt nước, trên bầu trời vẫn đầy ắp những ngôi sao sáng rực rỡ. chương 107, Tả Phù Hữu bật một. Mặc dù các vì sao trên trời đang tỏa sáng, nhưng mọi người chú tâm nhất vẫn là bắt đầu tinh vị. Bởi vì hôm nay là tiết hạ nguyên, bắt đầu sẽ xuất hiện đủ chín vì sao. Cửu tinh tề tựu, đế tinh ảm đạm, đây chính là điểm báo thiên hạ đổi chủ. Nếu như ma đạo sát phá lang tam phương tứ chính, vậy thì ma đạo một lần nữa sẽ trùng sinh tại nhân gian, tôi cũng là lần đầu được nhìn thấy tinh vị của bắc đầu phá quân tham lang vũ khúc văn khúc liêm trinh cự môn lộc tôn thất tinh rực rỡ nhìn chói mắt vô cùng sư phụ không phải nói là cửu tinh tề tự gì đó à sao trên trời chỉ có thất tinh thôi là như nào tôi hỏi cửu tinh tề tự ép cung tử vi mà tử vi đế tinh này cũng không phải dạng vừa gì đâu theo ghi chép của lịch sử trong tiền lệ đã nhiều lần xảy ra hiện trạng cửu tinh tề tự thất bại khương tuyết dương nói những lần xuất hiện loạt sự kiện cửu tinh tề tựu trong lịch sử đều liên quan đến tạo phản và xoán ngôi nhưng muốn đạt đến mức độ giang sơn đổi chủ thì quả thật là rất ít bởi vì nếu như đế tinh quá mạnh thì chưa chắc cửu tinh có thể xuất hiện đầy đủ tình huống tả phù hữu bật có một sao bị thiếu hoặc chỉ ra được một sao là rất hay gặp phải thế đêm nay cửu tinh sẽ xuất hiện đầy đủ không nhỉ tôi hỏi cậu nói xem sát phá lang của ma đạo là ba tinh vị đầu tàu tụ họp đế tinh có mạnh cỡ nào thì cũng không thể chấn được cục diện sát phá lang đâu chính ngay lúc khương tuyết dương nói xong không bao lâu tôi thấy một vệt sao mờ xuất hiện phía bên trái của sao tham lang không được bao lâu thì sao tả phù liền trói lóa hiện ra ra rồi sao tả phù đã xuất hiện rồi cuối cùng cử tinh tề tựu đã thành định cục có người cảm thán nói cũng chưa chắc à trong lịch sử đã không ít lần xuất hiện đến bát tinh thôi còn gì mau nhìn đi tinh vị hữu bật bắt đầu xuất hiện rồi theo lời nói của người đó tôi cũng nhìn thấy sao hữu bật bắt đầu xuất hiện những vệt sáng mờ ảo nhưng vệt sáng này ảm đạm vô cùng giống như có thứ gì đó đang cố ý che đi ánh sáng của nó khiến nó không thể xuất hiện triệt để được tiếp theo đó thời gian như lắng động lại ai nấy đều nín thở chờ đợi nhìn lên bầu trời đầy sao ánh sáng của sao hữu bật vẫn cứ sáng lấp lánh nhưng cứ mãi không xuất hiện không chỉ không có cách xuất hiện mà tôi còn nhìn thấy ánh sáng trói lóa của đế tinh tử vi càng lúc càng mạnh mẽ không đúng đế tinh hôm nay rất là bất thường khương tuyết dương nói làm sao thế Sao Tử Vi trong thời đại Mạt Pháp không thể nào hùng mạnh đến như thế được, huống hồ chi lần này cửu tinh tề tựu lại còn có sát phá lang dẫn đầu, trừ khi trừ khi cái gì nói luôn đi chớ. Tôi sốt ruột hỏi, trừ khi có người đang nhúng tay vào. Khương Tuyết Dương trả lời, bắt đầu và Tử Vi đấu nhau cũng có thể bị ngoại lực can thiệp được sao? Người phàm chắc chắn không được rồi, nhưng nếu là thiên tôn cường giả hoặc liên thủ bố trận thì có thể dẫn phát dao động nguyên khí. Bắt đầu cùng Tử Vi thuộc chu thiên nguyên khí, nếu như nguyên khí không ổn định đó được cho là nhúng tay thành công vào cuộc chiến giữa Bắc đầu và Tử Vi rồi đó. Nhưng trong thời đại mạt Pháp, không phải thiên tôn đã ở ẩn rồi sao? Phàm là việc gì cũng sẽ có ngoại lệ, huống hồ chi sự việc hôm nay có liên quan đến ma đạo tổ sư tái thế. Tổ sư chính là cấm kỵ của thiên đạo, nếu như thiên tôn muốn ra tay ngăn cản tổ sư tái thế, tôi tin chắc rằng thiên đạo sẽ không làm khó gì mấy đâu. Nói thế thì sao hữu bật hôm nay e là không lộ diện được rồi phải không? Tôi hỏi tiếp, cũng không hẳn vậy, Cậu đừng có quên rằng, năm xưa ma đạo là chủ động rút quân, cao thủ thiên tôn cũng không phải chết hết toàn bộ, họ sẽ không trơ mắt nhìn tiên nhân thiên tôn hai đạo nhúng tay vào cuộc chiến giữa bắc đầu và tử vi mà không làm gì. Thời gian cứ thế trôi qua, đối mặt với loại tinh tướng kỳ lạ trên trời này, trong lòng tôi cứ phập phồng lo lắng khôn nguôi. Thùy họa là phá quân đời cuối cùng, nếu như ngay đến cửu tinh cũng không đầy đủ, chắc hẳn cô ấy sẽ đau lòng chết mất, mà hy vọng ấp ủ 3.000 năm của giáo chúng ma đạo cũng tan thành mây khói. Không chỉ có thế, ngày tháng sau này, Thùy Hỏa có thể sẽ dẫn đến sự truy sát của đạo môn thiên hạ. Sát phá lang không thành cục, túc mệnh của cô ấy cũng sẽ không thức tỉnh toàn bộ, không có thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết, so với thực lực hiện tại của cô ấy thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mà nếu như cửu tinh tề tựu, mệnh cách thất sát tôi đang gánh vác nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, không biết sau khi túc mệnh thức tỉnh thì tôi sẽ đi về đâu và như thế nào. Ánh sáng của sao tử vi vẫn còn tăng dần, khiến cho vệt sáng của sao hữu bật càng lúc càng mờ nhạt đi. Tuy tôi không biết hiện giờ Thùy Họa đang ở đâu, nhưng chắc chắn rằng cô ấy cũng như tôi hiện giờ đang ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Hữu bật cứ lấp ló không chịu lộ diện, thậm chí muốn khuất lấp đi mất, trong lòng cô ấy chắc sẽ khó chịu hơn tôi gấp trăm lần phải không? Hôm nay bát tinh đã định cư, chỉ còn sao hữu bật là vô vọng thôi. Ai ra, lại công cốc chờ cả trăm năm, huyền cơ trong đàm cửu long e là không có duyên với thế gian rồi cũng chả biết bên trong rốt cuộc đang ẩn giấu cơ duyên gì, thật không cam tâm mà. Thật nực cười khi Hoàng Hà Nương Nương còn đánh chống khua chiêng tuyên bố nhập thế, còn không ngần ngại gánh vác luôn mệnh cách của phá quân, giờ đến cửu tinh cũng không đầy đủ, còn vọng tưởng đến sát phá lang tam phương tứ chính, đúng thật là người si nói mộng mà. Nếu lỡ mất ngày hôm nay, về sau nhân gian sẽ không còn ma đạo nữa. chương 108, Tả Phù hữu Bật 2 Chính vào lúc quần chúng đang nghị luận xôn xao, sao hữu bật chỉ còn lại một vệt sáng le lói. Tận mắt chứng kiến mục tiêu dần dần bị dập tắt, thì ngay lúc này, ánh sáng của sao tử vi đột nhiên bắt đầu mờ nhạt đi. Nghĩ đến lời nói của Khương Tuyết Dương, tôi đã biết rằng thiên tôn của ma đạo đã âm thầm động thủ rồi. Ánh sáng của sao tử vi mờ nhạt dần, như vậy sẽ khiến cho hữu bật cơ hội vùng vẫy. Dần dần ánh sáng của sao hữu bật bắt đầu trói lóa, càng lúc càng sáng hơn. Từ một vệt sáng nhỏ trở thành một đốm sáng chói nhức cả mắt, cuối cùng thì sao hữu bật cũng đã thành công đột phá màn trời, trở về tinh vị vốn có. Bắt đầu cửu tinh đồng thời phát sáng cùng một lúc, tử vi đế tinh chỉ còn lại một vệt sáng ảm đạm mà thôi. Mọi người vẫn còn chưa hết chấn động khi cửu tinh tề tụ thì dưới thủy vực đàm cửu long đã truyền ra tiếng gầm vang dội và uy mãnh. Tiếng gầm chất chứa bao nhiêu bi thương tột cùng, lại phảng phất mang theo sự phẫn nộ vô tận. Mặt nước bị sóng âm chấn động, tạo ra vô số gợn sóng, trên bờ và dưới nước đang giao động, tiếp theo đó dường như cả một vùng trời cũng đang rung chuyển cửu tinh tề tựu pháp trận của tạ lưu vân đã không còn hiệu lực oán khí của chín con ác long cũng không thể áp chế được nữa nhất định sẽ tái thế tạo nghiệp đổ sát muôn dân đại địa tiếng gầm thứ nhất vẫn chưa dứt thì tiếng thứ hai lại bắt đầu chuyển đến rồi đến tiếng thứ ba thứ tư cửu long gào thét vang dội đất trời lúc trước khương tuyết dương từng nói với tôi chiến lực của xác rồng đạt cảnh giới tiên phong nguyên thần nếu xuất hiện từng con thì phủ thiên sư vẫn còn chống đỡ được mà giờ đây chín con xuất hiện một lượt, e rằng phủ thiên sư dùng hết những con át chủ bài cũng không thể nào áp chế được toàn bộ đâu. 3.000 đạo binh không còn do dự gì mà bắt tay vào bố trận, trực tiếp tạo thành cuộc chiến lực mạnh nhất chính là Chu Thiên Tinh đấu đại pháp. Mà hàng trăm cao thủ tinh nhuệ của Phủ Thiên Sư cũng xếp thành nhóm 3 đến 5 người, mạnh ai nấy bố trận, sẵn sàng đón địch. Cảnh giới chân khí cùng huyền quan chắc chắn không phải là đối thủ của Nguyên Thần rồi, muốn hàng phục sắc rồng, chỉ có thể nhờ vào trận pháp may ra có cơ hội thắng mà thôi. Đường kim đạo môn chỉ có duy nhất Lữ Thuần là nguyên thần, tất nhiên sẽ tiên phong đứng ở hàng đầu rồi. Một thanh niên trẻ tuổi kiêu ngạo đến ngông cuồng như thế, ngay lúc này thần thái cũng vô cùng nghiêm nghị và căng thẳng. Những tia sét đang dâng trào trên thanh kiếm pháp sư trong tay hắn, sắc rồng còn chưa tái thế hoàn toàn, Lữ Thuần đã bắt đầu làm đủ kiểu thuật pháp rồi, sắp về đến nơi mà hay ra vẻ quá. Ngoại trừ mặt chiến lực tiên phong của phủ thiên sư, tôi còn nhìn thấy trong cuộc trận từ đâu bước ra chín lão đạo sĩ khoác trên mình bộ hắc bào, Tuy thuộc dạng cao tuổi nhưng trên người họ có một luồng khí chất rất mạnh mẽ, nhất cử nhất động nhìn thần thánh vô cùng. Thật không ngờ lần này ngay cả họ cũng ra mặt luôn. Nhìn thấy những lão đạo sĩ đó bước ra, Khương Tuyết Dương kinh ngạc nói: "Sư phụ, họ là ai thế? Đây là các đệ tử hộ pháp bước ra từ bí cảnh đạo thống núi Long Hổ, tuy vẫn chưa kết tụ được nguyên thần, nhưng chiến lực tuyệt đối không thua kém gì Lữ Thuần đâu." Vốn dĩ tôi luôn thắc mắc không biết Phủ Thiên Sư dựa vào cái gì mà dám khẳng định mình ăn chắc đàm cửu long, giờ thì tôi đã hiểu ra rồi. Khương Tuyết Dương nói, chín vị lão hắc bào này thực chất không được tính là người của Phủ Thiên Sư, bởi vì họ chỉ trực thuộc Tổ đình Nhân Đạo. Tổ đình Nhân Đạo Hàm Cốc Quan đã bị phong ấn trong thời đại mặt Pháp, nhưng trước khi phong ấn, Hàm Cốc Quan đã giữ lại không ít đệ tử tinh anh trong Nhân Đạo. Tuy những người này đều đồng loạt bị cơ duyên hạn chế trong thời đại mặt Pháp, rất khó để kết tụ nguyên thần, nhưng thuật pháp thần thông mà họ nắm giữ tuyệt đối hơn hẳn bất kỳ đạo thống nào trong hiện tại. Có bọn họ ra tay thì sẽ hoàn toàn chế ngự được chín cái xác rồng kia rồi đúng không? Tôi cũng chẳng biết, đã qua 3.000 năm rồi, những người này đã không còn là đệ tử hộ pháp đời đầu như xưa nữa, ai mà biết được họ nắm giữ trong tay bao nhiêu đạo hành của tổ đình nhân đạo cơ chứ? Thắng thua như nào thì chỉ còn cách chờ đợi kết quả mà thôi. Xác rồng không phải là vật tầm thường gì, chỉ cần bất cần một chút là mất mạng như chơi, cho nên từ tiếng gầm đầu tiên vang lên, ngoại trừ phủ Thiên sư thì tất cả đạo thống cùng với âm nhân thiên hạ đều lui về sau cách xa bờ sông một khoảng. Khi chín con rồng một lần nữa gầm lên, thủy vực Đàm Cửu Long bắt đầu dậy sóng dữ dội. 100 năm trước chín con rồng bị Tạ Lưu Vân chém nứt đầu, 100 năm sau chín cái xác rồng đứt đầu đó một lần nữa đã tái thế tại nhân gian. Chương 109, nhân vật chính xuất hiện một. Hơn 100 năm trước, dấu vết kinh thiên mà Tạ Lưu Vân để lại, cuối cùng cũng đã đến thời khắc vén bước màn bí mật ra rồi. Chín con rồng uy mãnh đến nỗi ngay khi nhảy ra khỏi mặt nước trời đất liền tối sầm lại, mây đen khắp nơi tích tụ che hết cả bầu trời đầy sao, xung quanh trở nên tối đen như mực. Trong bóng tối chỉ nghe tiếng gió rít lên từng cơn, tiếng khóc ai oán của ma quỷ. Bầu trời cuốn theo gió và sấm, chỉ nghe được tiếng vang cực lớn, một tia chớp hiện ra cắt xuyên qua màn đêm. Dưới tia sét chói lóa, tôi nhìn thấy màn sương đen đang cuồn cuộn trên bề mặt thủy vực Đàm Cửu Long, bóng dáng của xác rồng không đầu đang lấp ló thoát ẩn thoát hiện. Con rồng to như thế đã đủ khiến người ta kinh hãi lắm rồi, ấy vậy mà còn mất đi cái đầu chỉ còn lại một cái hố đen lồi ra ở giữa cổ, càng khiến người ta khiếp sợ hơn. Tuy tôi cũng thuộc dạng gan dạ, nhưng vẫn bị dọa đến bùn rùn hai chân, hai hàm răng đánh vào nhau liên hồi. Ban đầu Khương Tuyết Dương từng nói cảnh giới của xác rồng đã đạt đến tiên phong nguyên thần, lúc đó tôi vẫn chưa hề hấn gì, chỉ cảm thấy binh đến tướng đỡ, gặp đâu đánh đó là được thôi, Nguyên thần có mạnh cách mấy cũng sẽ bị pháp trận của Phủ Thiên Sư kiềm chế, giết hết một loạt. Cho đến khi sát rồng hiện thân tôi mới phát hiện đây không còn là chuyện nhỏ nữa, đánh thì đánh được rồi, quan trọng là ai có dũng khí ra tay trước đây. Ai có thể đối mặt với cái sát rồng không đầu tà ác kinh khủng này để niệm chú một cách tịnh tâm, hoặc tế thanh kiếm trong tay một cách dễ dàng thế chứ. Tuy rằng ý chí của đạo binh rất kiên định, nhưng người trong thời đại mặt Pháp đã có ai từng gặp qua thứ âm tà kinh hãi như sát rồng không đầu này đâu. Nếu là một con hiện thân thì còn có thể áp chế được nỗi kinh hoàng trong lòng để hợp sức tiêu diệt. Bây giờ là chín con ra cùng một lượt, má ơi, là chín con đó, rồi tâm trí đâu mà tự chủ được nữa. Chín con rồng không đầu còn chưa triển khai công kích thì ba nghìn đạo binh đã loạn hết cả lên. Không riêng mình họ, đến cả những cao thủ cảnh giới chân khí cũng bắt đầu run bần bật muốn cầm kiếm không nổi. Cảnh giới huyền quan thì đỡ hơn một chút, nhưng nếu thật sự muốn quyết chiến với xác rồng không đầu bằng chiến lược vốn có thì cũng rất quan ngại. Duy nhất chỉ có Lữ Thuần mặt không biến sắc, bởi vì cảnh giới nguyên thần không bị bất kỳ tình cảm hoặc dục vọng nào ràng buộc cả. Nhưng chỉ dựa vào mỗi mình hắn để nghinh chiến với chín cái xác rồng thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến nha, huống hồ chi huyền quan của hắn đã bị phong thần động tay chân vào rồi, chỉ là đến giờ hắn vẫn không biết mà thôi. Sư phụ, trận này Phủ Thiên Sư sẽ đánh như nào đây? Tôi hỏi, xét về chiến lực thì Phủ Thiên Sư không sợ xác rồng đâu, thử thách trong cuộc chiến này vốn không phải là chiến lực mà là dũng khí. Nếu như ngay cả dũng khí ra tay cũng không có, vậy thì chiến lực có mạnh đến đâu cũng bằng không mà thôi. Khương Tuyết Dương nói thẳng vào điểm mấu chốt của vấn đề. Nhìn biểu hiện bây giờ của Phủ Thiên Sư, e rằng khó có thể vực dậy tinh thần của binh sĩ trong thời gian ngắn. Không hẳn, cậu đừng quên Phủ Thiên Sư vẫn còn chín vị đệ tử hộ pháp. Thân là đệ tử hộ pháp của nhân đạo, những thuật pháp khác của họ có khả năng thất truyền. Nhưng lục giáp bí trúc cửu tự chân ngôn chú của tổ đình nhân đạo nhất định sẽ không thất truyền được. Quả nhiên, Khương Tuyết Dương vừa nói xong thì chín vị lão đạo sĩ hắc bào bắt đầu hành động rồi. Họ bước đến giữa doanh trận của phủ thiên sư, tạo nên pháp trận bắt đầu cửu tinh. Bắt đầu từ tinh vị tham lang, mỗi người một chữ niệm thành lục giáp bí trúc cửu tự chân ngôn chú. Lâm, binh, đấu, giả, dai, trận, liệt, tiên, hành. Sau khi mỗi chữ được niệm ra, tiếp theo đó, hai tay liền tạo thành pháp ấn tương tự, đợi tới khi cửu tự chân ngôn niệm xong toàn bộ, một luồng sức mạnh và tinh thần hùng vĩ bùng phát trong pháp trận cửu tinh bắt đầu trải dài khắp bờ sông khi luồng sức mạnh tinh thần này phủ lên người tôi thần thức tôi lập tức bình tĩnh hẳn khi nhìn lại xác rồng đó một lần nữa thì không còn cảm thấy khủng khiếp như lúc nãy rồi mà khi nó rơi vào người của các đạo binh thì chính là kích phát ý chí chiến đấu giống như vừa tiếp thêm máu gà vậy tất cả đạo binh đều đồng thanh hô hào phấn khởi trong màn xương đen chín cái xác rồng không đầu đang điên cuồng hấp thụ oán khí trăm năm của đàm cửu long đồng thời không ngừng nâng cao oán niệm và uy lực. Cùng lúc đó bọn chúng cũng chú ý đến ngàn vạn sinh linh trên bờ, thân là vật chết cho nên đã tràn đầy oán hận và phẫn nộ đối với vật sống. Chín con rồng này vốn dĩ là thần thú chấn giữ tổ đình của ma đạo, nhưng hơn 100 năm trước đã bị một người phàm tính kế, còn chặt đứt cả đầu, đến cả hồn phách cũng bị trấn áp hơn trăm năm. Cơn giận sộc thẳng lên trời, không gì có thể ngăn cản được. Sinh thời có lẽ vẫn còn lý trí, sau khi chết ma đạo bất phân chỉ biết truy cùng giết tận hết thảy sinh linh mà thôi. Cuối cùng thì một cái xác rồng cũng ngoi lên trong màn xương, cái hố đen ngay cổ phun trào luồng khói đen như mực, kéo theo thân rồng mấy chục mét tấn công vào bờ. Nhưng lúc này, ý chí chiến đấu của đạo binh đã lên đến đỉnh điểm, đối mặt với xác rồng không đầu sừng sướng hiên ngang, toàn thể đạo binh không ngần ngại bắt đầu cắn mạnh vào ngón giữa, kích phát kiếm văn phù ẩn chứa trong trận pháp của ngũ hành tinh khí. Chương 110, nhân vật chính xuất hiện hai. 3000 đạo binh, 3.000 tia ánh quang. Với sự trợ giúp của 28 tinh túc đại trận, trên không trung đã ngưng tụ ra một thanh kiếm cực lớn hướng về phía tây nam, mũi kiếm đang lao về hướng của những cái xác rồng không đầu. Ánh quang cực đại đó xuyên qua lỗ hồng ngay cổ của xác rồng không đầu, trực tiếp đi vào hòa nhập với cơ thể của nó. Tiếp theo là một tiếng rú lên thật bi ai, cái xác trực tiếp nổ tung trên không trung, chỉ còn lại từng làn khói đen kịt. Đợi đến khi khói đen đó tiêu tán, xác rồng cũng từ đó mà tan thành mây khói, tôi nhìn tới ngay cả người, cứ thế mà giải quyết được một cái xác rồng không đầu rồi sao? so với xác rồng không đầu, đạo binh tuy nhỏ bé và yếu ớt, nhưng sau khi họ được tiếp thêm dũng khí và ý chí chiến đấu, sức công phá của pháp trận và kiếm văn phù thật khiến người ta phải kinh ngạc. ánh quang cực đại đó đã mở mang tầm mắt của tôi, không ngờ trong đạo môn còn có loại thuật pháp công kích thần kỳ đến thế. không cần diễn hóa theo mưa gió lôi điện, thậm chí cũng không ỷ lại vào huyền quan chân khí, chỉ dựa vào kiếm văn phù liền có thể ngưng tụ ra hậu thiên ngũ hành tinh khí một kiếm đã tiêu diệt được xác rồng không đầu tiên phong nguyên thần. Tiếng du ai oán của xác rồng đầu tiên sau khi chết đã khiến cho tám cái xác rồng còn lại phẫn nộ vô cùng, ngay lập tức xác rồng thứ hai rất nhanh đã lao thẳng vào bờ. Lúc này đạo binh đã không còn sử dụng kiếm văn phù để tạo lực sát thương với xác rồng không đầu nữa, bây giờ đến lượt hàng trăm cao thủ chân khí của phủ thiên sư ra tay, mượn pháp trận để liên thủ triệu hồi cửu thiên chân lôi, sau đó tổ hợp thành một trận lôi đình vô cùng mãnh liệt sau khi trận lôi đình được hình thành ngay lập tức phóng thẳng về phía xác rồng thứ hai, tiếng sét nổ rầm vang muốn thủng cả màng nhĩ, tiếp theo đó lại là tiếng gầm thảm thiết, xác rồng bị trận lôi đình tiêu diệt từng chút một. Cuối cùng cũng hóa thành cho bụi, đến thời điểm hiện tại, Phủ Thiên Sư chỉ huy động đạo binh cùng với chiến lực của cao nhân chân khí đã tiêu diệt được hai cái xác rồng không đầu rồi. Thế mạnh cùng với sự chuẩn bị tỉ mỉ, khiến những đạo thống khác có mặt tại đây đều rơi vào trạng thái kinh ngạc. Xác rồng không đầu hàm oan tái thế ắt sẽ có sức mạnh riêng của nó, bản thân vốn đã đạt cảnh giới tiên phong nguyên thần, ngoại trừ phủ thiên sư, không có bất kỳ đạo thống nào tại đây có thể xử lý một cách nhanh gọn lẹ đến thế, cho dù may mắn giết được một rồng thì không chết cũng thương nặng là cái chắc. Tôi cũng không biết nên nói gì cho phải, nghĩ đến lát nữa Thủy Hỏa sẽ quyết chiến với phủ thiên sư, trong lòng tôi lại lo lắng bất an. Cao thủ huyền quan của phủ thiên sư vẫn chưa xuất chiến, Lữ Thuần cũng chưa động đậy gì, chín vị đệ tử hộ Pháp cũng chỉ vừa niệm một câu lục giáp bí chúc cùng với cửu tự chân ngôn chú mà thôi. Nếu như bạch lão quỷ có thể dẫn binh tử thành chết oan thì may ra Thùy Hỏa còn có vài phần thắng, nhưng lỡ vị đại nhân vật trong âm ti can thiệp vào chuyện này, e rằng Thùy Hỏa chỉ đành ngậm đắng nuốt cay chứ làm được gì bây giờ. Thiên hạ âm nhân tuy đến không ít người, nhưng tôi nhìn vẻ mặt thất kinh của họ đã không còn một chút ý chí chiến đấu nào nữa rồi. Huống hồ chỉ đợi đến lúc quyết chiến với ma đạo, những đạo thống khác có mặt tại đây nhất định sẽ tham dự vào. Sau khi sát rồng thứ hai bị Phủ Thiên Sư xử lý xong, bảy cái xác còn lại bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng, đồng loạt xông thẳng vào doanh trận của phủ thiên sư, mà 10 vị cao thủ cảnh giới huyền quan cũng đã sẵn sàng tư thế để chiến đấu. Lôi pháp chạm phá vạn ta, tùy bảy cái xác rồng đã nâng tốc độ điên cuồng hóa đến cực hạn, địa điểm công kích của chúng đều không giống nhau, dù cho bố trận lôi đình trên không chung, dùng lưới điện để ngăn cản chúng cũng không có cách nào giam giữ hết được. Cuối cùng có một xác rồng xông vào giữa doanh trận của phủ thiên sư, 3.000 đạo binh không kịp thoát thân, đã bị sức hủy diệt của xác rồng đè bẹp, hàng trăm sinh mạng đã bị cướp đi trong tích tắc. Lữ Thuần vẫn luôn chấn áp tại chỗ, thấy thế liền lập tức tế thanh kiếm tam ngũ chảm tà, niệm chú triệu hồi tia xét chói lóa nhất hôm nay, đánh thật mạnh vào cái xác rồng không đầu kia. Hắn vốn dĩ đã đạt cảnh giới nguyên thần, xác rồng đó bị lôi pháp của hắn đánh trúng, nên đã bị thương nặng trên không trung, còn chưa kịp ai oán đã bị chém đến sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng sau khi Lữ Thuần bạo phát, hắn không lộ ra nửa phần đắc ý, dường như hắn đã phát giác ra được gì đó tâm mi hắn cao lại cùng ánh mắt phức tạp cho dù đã chết đi hàng trăm đạo binh thì phủ thiên sư vẫn kiên định bất loạn cứ tiếp tục tiêu diệt từng cái xác rồng không đầu cuối cùng đã toàn thắng vẻ vang trước khi khai chiến xác rồng tràn đầy khí phách sát khí sông thiên nhưng ai ngờ trận chiến chưa duy trì được bao lâu thì chín cái xác rồng đã bị tiêu diệt toàn bộ cho đến thời điểm hiện tại mối nguy hại lớn nhất trong đàm cửu long đã được giải trừ bây giờ chỉ còn đợi người có cơ duyên xuống khám phá bí ẩn dưới cái động không đáy đó. Rất nhanh Phủ Thiên Sư đã thu dọn xong chiến trường, sư phụ của Lữ Thuần cùng với vài vị đạo sĩ kia bắt đầu nghiên cứu làm cách nào xuống nước để cướp lấy cơ duyên. Trưởng giáo núi Long Hổ liền bị bỏ lơ sang một bên, ánh mắt của ông như vô tình hoặc đang cố ý nhìn về phía tôi. Lúc này những đạo thống khác cũng đã quay về chỗ đứng ban đầu gần bờ sông, ngước mắt nhìn mặt nước tĩnh lặng của thủy vực đàm cửu Long, lộ ra những ánh mắt phức tạp khó tả không còn nghi vấn gì nữa, chiến lực được biểu hiện của phủ thiên sư trong trận chiến hôm nay đã khiến họ chết tâm triệt để rồi, sở dĩ trong mắt họ vẫn còn đọng lại chút hy vọng là bởi vì nhân vật chính trong hôm nay vẫn chưa đến. Chín cái xác rồng không đầu đã bị tiêu diệt, tính toán thời gian cũng đã là lúc tùy hòa xuất hiện rồi, vừa nghĩ xong thì tôi nghe thấy một giọng hát quen thuộc truyền ra từ hướng thôn hạ bá, nhân đạo hoàng hà cửu khúc, bị cảnh đông lưu khứ, bát thiên niên ngọc lão, nhất giả khô vinh, vấn thương thiên thử sinh hà tất, dịch nghĩa, Nhân đạo chín khúc sông Hoàng Hà, dù sao đi nữa cũng chảy về hướng đông, nhân sinh có trải qua bao nhiêu năm cũng sẽ khô khốc trong một đêm, hỏi ông trời kiếp này hà tất phải như thế. Trích trong sát na phương hoa khúc, chương 111, kiếm của trưởng giáo 1. Trong xã hội phong kiến thời xưa, hoàng hà nương nương bị hiến tế cho hoàng hà đại vương không chỉ phải xinh đẹp tuyệt trần, mà còn phải biết hát khúc nữa. Giọng hát của Thùy Họa nghe du dương êm tai lắm, có một cảm xúc gì đó rất đặc biệt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy mở miệng hát khúc, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến trong lòng thấy thảnh thơi và cuốn hút theo, nhất thời quên mất bản thân mình đang ở nơi nào. Và rồi âm thanh càng lúc càng gần, sau đó cô ấy từ từ xuất hiện ở phía xa xăm trên mặt nước. Áo giáp màu nâu huyền, đầu đội trĩ kê linh, trên lưng bốn mặt hạo kỳ, trong tay đang cầm lưỡng đoạn đao dài cỡ bốn thước. Giải thích trĩ kê linh là nón có chùm lông trắng hoặc hai cọng lông chim trĩ của võ tướng hay sử dụng thời xưa. Hạo kỳ là cờ tam giác phía sau áo giáp, hết giải thích, một mình cô độc, đứng hát trên mặt nước, phong thái thướt tha, khí khái bức người. Tạ Lan, vợ của cậu đúng là một kỳ nữ mà. Khương Tuyết Dương cảm thán một câu, bản thân cô ấy vốn đã là một người đẹp hiếm có trong đạo môn, lại còn là hành tẩu thiên hạ của toàn chân giáo, âm thi lấy cô để so với tạ Lưu Vân năm xưa, đương nhiên sẽ có ba phần tiên khí trong người, tính cách lại thanh nhã dịu dàng nữa chứ. Nhưng khi so sánh hai người con gái này, đương nhiên là thủy hỏa sẽ hơn một bậc rồi. Có một số người sinh ra đã là nhân vật chính, xuất trận nhất định sẽ kinh diễm khắp trốn. Giống như ma đạo tổ sư thời ban sơ hoặc là tạ lưu vân sau này, đều thuộc loại người như thế. Sau này tôi mới biết, thật ra Khương Tuyết Dương cũng vậy, nếu không phải do mệnh cách của cô ấy quá đặc biệt đi, mệnh cách của cô ấy đã định sẵn là không quá kinh thế hãi tục. Nếu Thủy Hỏa được ví như là tướng quân tác chiến ngàn dặm thì Khương Tuyết Dương chính là quân sư quyết định sách lược tác chiến ở hậu phương và cũng chỉ xuất hiện ở hậu đài mà thôi. Lúc này bầu trời đêm thoáng đáng, sao sáng đầy trời, oán khí và sát khí tại đàm cửu long đã bị chín cái xác rồng không đầu hút cạn, giờ đây bầu không khí tràn ngập sự yên bình và tĩnh lặng. Thủy họa đứng ngay giữa thủy vực đàm cửu long, phía dưới chính là pháp trận cửu tinh của tạ Lưu Vân để lại năm xưa. Xác rồng cũng đã xuất hiện, chín mắt sông lớn đã dung hợp lại dưới chân núi Phục Nghiêu, biến thành một cái động sâu không thấy đáy. Cố quan chấn hồn phong ấn ma đạo tổ sư chính là nằm bên trong cái động này. Từ giây phút thủy họa hiện thân, vẻ mặt của Phủ Thiên Sư giống như đang nghênh đón thứ gì ghê gớm lắm, sự căng thẳng cùng với mức độ nghiêm túc còn hơn gấp trăm lần lúc chín con rồng tái thế, âm nhân thiên hạ trong doanh trận không ai dám lên tiếng, xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Nếu như lấy Đàm Cửu Long ra so với một ván cờ, vậy thì hai bên của ván cờ chính là Ma đạo và Phủ Thiên Sư đấy. Đối với thủy họa mà nói thì tôi chỉ là một con cờ dùng để cược mà thôi còn đối với phủ thiên sư mà nói thì cố quan chấn hồn của ma đạo tổ mới chính là con cờ để đánh cược cái gọi là cơ duyên trong thời đại mặt pháp còn có cái gì có thể so với bí kíp thuật pháp thần thông của ma đạo tổ sư cơ chứ thứ mà trưởng giáo núi long hồ trương chi viễn để ý đến là muốn biết tôi có phải là tạ lưu vân năm xưa hay không nhưng phủ thiên sư thì không hề để tâm gì đáng lý ra tôi phải đoán được sự mâu thuẫn này từ thái độ của huệ tề quán đối với tôi mới phải Huệ tề quán không cố tình nhắm vào tôi, cũng không quá quan tâm đến sống chết của tôi luôn. Thùy họa như một ngọn núi bất động, phủ thiên sư cũng không vội ra tay, hai bên ai nấy đều đang đợi. Cô ấy đợi tin tức từ thành chết oan, mà phủ thiên sư cũng đang đợi cô lật con bài cuối cùng. Những chuyện liên quan đến sinh tử vong tồn trong ma đạo cùng với việc trùng sinh của ma đạo tổ sư, đã có không ít thiên tôn quyền thế đang âm thầm chú tâm đến. Thùy họa dùng đôi mắt long lanh lướt qua nhìn tất cả mọi vật trên bờ sông, khi quét mắt đến chỗ tôi, khóe miệng cô ấy liền cong nhẹ lên tuyệt đẹp. Nụ cười này rất lâu về sau vẫn còn khắc sâu trong tim tôi, loại cảm giác này giống trong thi ca, bỗng dưng quay đầu lại, người dừng ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó, vậy. Như thể cô ấy muốn nói với tôi rằng, thiên hạ tuy nhiều người, nhưng trong mắt em chỉ có mỗi mình anh. Phát giác được ý cười của cô ấy, tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt nhìn về phía tôi. Bởi vì tôi và cô ấy hiện đang là vợ chồng, rất nhiều người thắc mắc lập trường hôm nay của tôi. Sự thật mà nói, nếu như không nhờ Khương Tuyết Dương mời thần nhập thân bảo vệ tôi, hoặc trưởng giáo núi Long Hổ luôn âm thầm chiếu cố cho tôi, thì e rằng đám người của Phủ Thiên Sư sớm đã bắt tôi làm con tin rồi. Tôi nhìn cô ấy cô đơn lẻ bóng đứng ở đó, thật muốn trèo chiếc thuyền nát đến chỗ cô ấy cùng nhau đối mặt với đạo môn thiên hạ, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, bây giờ vẫn chưa phải là lúc làm thế. Sau sự xuất hiện của Thùy Hỏa, trưởng giáo núi Long Hổ liền đi về hướng đầu não của Phủ Thiên Sư, hình như ông đã cùng họ thương lượng cái gì đó mà nét mặt của họ vẫn lạnh nhạt không để tâm gì đến ông, thấy thế trưởng giáo núi Long Hổ liền thở dài, đi về chỗ ngồi ban đầu. Không cần đoán tôi cũng biết họ đang bàn về tôi rồi, chỉ tiếc là phủ thiên sư căn bản là không thèm đếm xỉa đến chuyện của tạ Lưu Vân mà thôi. chương 112, Kiếm của trưởng giáo 2 Hoặc có lẽ bởi vì mạng của tôi được trộm từ tạ Lưu Vân, cho nên đối với trưởng giáo mà nói có một cảm giác thân thuộc khó tả, nhìn thấy ông bị lạnh nhạt vứt sang một bên, lại bị phủ thiên sư đối đáp qua loa cho xong chuyện, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Hôm đó, sau khi tôi có phản ứng với bức tranh của Tạ Lưu Vân, hình ảnh hai hàng lệ chảy dài tôi vẫn còn nhớ như in. Tôi nghĩ, chắc lúc trước tình cảm sư huynh đệ của họ nhất định rất gắn bó, nếu không vì sao đã cách hơn 100 năm rồi vẫn không cấm kỵ gì mà muốn khóc là khóc. Tiếc thay rằng, cho dù là tôi đã trộm mạng của Tạ Lưu Vân thì đã sao, tôi cũng chẳng phải là Tạ Lưu Vân của năm xưa nữa. Trong lúc tôi đang buồn bã, Đột nhiên Khương Tuyết Dương mở miệng hỏi tôi, cậu có biết con bài mạnh nhất của núi Long Hổ là gì không? Không phải là chín vị đệ tử hộ Pháp đó sao? Tôi không hiểu nên cứ đáp bừa một câu. Chín vị nhân đạo hộ Pháp cùng lắm chỉ được tính là con bài mạnh nhất của Phủ Thiên Sư thôi, nhưng làm sao sánh bằng nguyên một đạo thống núi Long Hổ chính nhất uy mãnh? Con bài mạnh nhất tại núi Long Hổ chính là vị trưởng giáo này. Tu vi của ông có thể dùng bốn từ tâm bất khả chắc để hình dung đấy. Giải thích câu tâm bất khả chắc là để nói người có tâm tư, Cơ mưu sâu xa khó suy đoán, khó đánh giá. Hết giải thích, Khương Tuyết Dương đã là một nhân vật kinh tài diễm tuyệt rồi, có thể khiến cô ấy nói ra bốn từ này, có nghĩa là tu vi của vị trưởng giáo này thật sự cao thâm lắm còn gì. Tôi chỉ thấy có chút kỳ lạ, nếu như đạo hành của trưởng giáo núi Long Hổ cao thế, vậy thì tại sao vẫn luôn bị phủ Thiên sư chèn ép chứ? Khi tôi nói ra nghi vấn này, Khương Tuyết Dương liền nói chuyện này có liên quan đến cái chết của Tạ Lưu Vân. Sau khi hay tin Tạ Lưu Vân chết, ông liền tự phong ấn cảnh giới không tham ngộ thêm bất kỳ đạo hành nào. Nếu không phải năm đó tôi nhìn thấy ông say rượu múa kiếm, cũng không biết được ông ấy ẩn mình sâu đến thế. Khương Tuyết Dương kể rằng, năm đó cô vừa sơ nhậm thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo, theo luật lệ của đạo môn phải đi đến núi Long Hổ Bái Sơn. Lúc đó vừa qua tiết hạ nguyên chưa bao lâu, khi cô đến núi Long Hổ trùng hợp lại là ngày rỗ của tạ Lưu Vân. Khách sáo vài câu chào hỏi, trưởng giáo núi Long Hổ đột nhiên hỏi cô có muốn đến bái tế tạ Lưu Vân một chút không? đều là thiên hạ hành tẩu, Khương Tuyết Sương lại ngưỡng mộ tạ Lưu Vân đến thế, đương nhiên là đồng ý đi theo trưởng giáo gia mộ của tạ Lưu Vân rồi. Ngôi mộ của tạ Lưu Vân không nằm trong lăng viên tiên hiền của đạo thống núi Long Hổ, mà nó được chôn cất riêng biệt tại một góc nơi thung lũng. Thung lũng hẻo lánh, đường lại khó đi, ngôi mộ được ẩn giấu sâu ở bên trong. Khi đó là cuối thu, rừng phong ở núi Long Hổ rất nhiều, trên mộ của tạ Lưu Vân phủ đầy những chiếc lá màu đỏ rực. Đây rõ ràng là không quét dọn bao giờ, đến cả ngày dỗ cũng không có ai thèm đến nhang khói dù chỉ một người. Rất khó để tưởng tượng được, thiên tài kinh diễm nhất trong đạo môn, sau khi chết lại được chôn cất tại nơi này, đến cả bia mộ cũng chả có, chỉ có duy nhất nấm mổ thế thôi. Trưởng giáo núi Long Hổ mang theo hai bình nữ nhi hồng, một vò đổ lên mộ của tạ Lưu Vân, vò còn lại ông tự uống cạn hết. Uống xong vào rượu, vị trưởng giáo tóc bạc phơi phới ngà ngà say, đột nhiên rút cây kiếm cái tam ngũ chấn tả ra, bắt đầu múa loạn lên. Thanh kiếm nhìn chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn không kinh động được chiếc lá nào cả. Nhưng tôi có thể cảm thấy ông đã dốc hết sức rồi, bởi vì khi ông luyện kiếm xong, đạo bào của trưởng giáo đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó tôi còn cảm thán thay ông, thời gian chỉ biết hối thúc chúng ta già đi, cho dù lúc còn trẻ kinh tài diễm tuyệt đến mấy, làm sao có thể địch lại được sự tàn phá của thời gian cơ chứ? Và rồi sau vài năm tôi lại đến thăm mộ Tạ Lưu Vân, tôi mới nhận ra suy nghĩ của tôi đã sai lầm cỡ nào. Khương Tuyết Dương nói lần thứ hai cô đến thăm mộ của tạ Lưu Vân là vào giữa mùa hạ, chính là mùa cây cỏ hoa lá nở rộ khắp nơi, nhưng xung quanh ngôi mộ của tạ Lưu Vân lại không mọc nổi một cọng cỏ, một chút sinh khí cũng không cảm nhận được. Cô ngồi trước mộ của tạ Lưu Vân đả tọa 7 ngày, sau 7 ngày 7 đêm cô mới ngấm ngầm nhận ra điều gì đó. Thế khi ấy đã xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi, toàn bộ sinh cơ trong thung lũng đó đều bị trưởng giáo núi Long Hổ dùng kiếm chém đứt hết rồi. Đây là đạt cảnh giới như nào mới có thể làm được vậy? Tôi kinh ngạc không thôi, cảnh giới nào thì có thể cậu đoán được đấy? Không lẽ ông ta cũng như tạ Lưu Vân hợp đạo rồi? Đúng vậy, cảnh giới Nguyên Thần có mạnh đến đâu thì cũng chỉ tiêu hủy được một thời gian mà thôi, chỉ khi đạt cảnh giới hợp đạo có thể nhìn thấu sinh tử mới có thể chém đứt sinh cơ ngàn năm. Khương Tuyết Dương kể rằng, khi cô ấy cảm nhận được trưởng giáo núi Long Hổ giữ cô ấy lại là có dụng ý riêng, cho nên cô đã chạy đến tìm ông hỏi rõ. Trưởng giáo vừa thấy cô đến liền hiểu cô muốn nói gì nên đã mở miệng nói, Long hổ hành tẩu đã thất truyền, Trung Nam còn có Khương Tuyết Dương, ta cho cô nhìn thấy kiếm của ta là muốn cô hiểu rõ sự khác biệt giữa cô và người đó. Kiếm của ta còn thua xa so với cảnh giới năm xưa mà y từng sử dụng, nếu không thì người chết trong đàm cửu Long chính là ta chứ không phải là y đâu. chương 113, có dám chiến cùng tôi? một Khương Tuyết Dương nói, sở dĩ cô ấy kể tôi nghe về chuyện của trưởng giáo núi Long hổ Chính là muốn tôi hiểu rằng cho dù Thùy Họa không thể bình an đưa tôi vào đàm cửu long, thì trưởng giáo núi Long Hổ vẫn thừa sức đưa tôi vào trong đó để tìm lại thân thế của mình. Hôm nay chắc chắn là tử kiếp của cậu rồi, ngoại trừ Hoàng Hà Nương Nương có thể cho cậu sinh cơ thì trưởng giáo núi Long Hổ cũng có thể, chủ yếu xem cậu chọn bên nào mà thôi. Khương Tuyết Dương nhìn tôi nói, thế sư phụ nghĩ tôi sẽ chọn bên nào? Ha ha, cậu không cần hỏi tôi, tôi chỉ có một người đệ tử là cậu, cậu có lựa chọn như nào thì tôi cũng tôn trọng quyết định đó. Vậy nếu như tôi lựa chọn ma đạo, Khương Tuyết Dương trầm mặc một lúc rồi từ từ mở miệng nói, "Mà đạo sẽ quật khởi, nhưng không phải bây giờ." "Tạ Lan, bất luận hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, tôi chỉ hy vọng cậu phải biết xem trọng tính mạng của mình và tôi cũng sẽ dốc hết sức để bảo vệ cho cậu." Lời nói này của Tuyết Dương khiến tôi có một dự cảm không lành, bất giác tôi liền quay đầu sang nhìn về hướng của Thùy Hỏa. Tối hôm đó Thùy Hỏa đã nói một câu không mấy tốt lành, cô ấy nói, "Nếu như cô ấy có chuyện gì thì tôi phải theo Khương Tuyết Dương tu hành cho phải đạo." Thời gian trôi qua nhanh thật, thấm thoát đã là buổi tối rồi. Người của phủ thiên sư vẫn án binh bất động, nhưng tôi nhìn thấy vẻ mặt của Thủy Hỏa có chút không nhẫn nại được nữa. Giờ tí âm khí nặng nhất, cũng là Thủy quan đại ách mở quỷ môn quan để thả vong hồn về nhân gian hưởng thụ nhang khói. Những đệ tử niết bàn trong ma đạo mà bạch lão quỷ muốn đem ra hoàn dương trong thành chết oan, thời cơ tốt nhất chính là vào giờ tí, nếu bỏ lỡ thì giờ, quỷ môn quan đóng cửa, muốn tự âm ti trở ra lần nữa thì khó khăn vô cùng. Giờ tí cuối cùng cũng đã đến, vẻ mặt của Thùy Hỏa càng âm trầm hơn, tôi nhìn thấy thế cũng sốt ruột gần chết. Ngay lúc này, tôi chú ý đến chỗ của Thành Hoàng gia đột nhiên có thêm một tên âm sai, hắn nhỏ giọng nói gì đó với Thành Hoàng. Cũng không biết đã nói gì, nhưng tôi thấy vẻ mặt của Thành Hoàng gia sộc lên vẻ vui mừng khôn xiết. Sau khi thấy tình cảnh đó, trong lòng tôi càng trầm lắng hơn. Đệ tử Niết Bàn trong thành chết oan không dễ gì mà ngăn cản được, trong thời đại mạt Pháp nếu như quỷ tướng không phải tuyệt thì âm binh quỷ tướng bình thường làm sao có thể ngăn cản được, ngoại trừ vị đại nhân vật kia ra tay thì còn may ra. Không lẽ người đó thật sự đã ra tay rồi sao? Nghĩ đến đây, tôi càng thấy sốt ruột hơn, trực tiếp mở miệng hỏi Khương Tuyết Dương, sư phụ, trong thời đại mạt Pháp, chư thần quý vị, thiên tôn bất xuất, tôi muốn hỏi vị đại nhân vật trong cầu nại hà có ở trong phạm vi cấm kỵ không? Cậu đang nói mạnh bà sao? Khương Tuyết Dương hỏi ngược lại, vâng, Âm Ti hiện giờ không phải chỉ có bà ấy là thiên tôn tại vị thôi sao? Từ khi tam giới chia ra thì mạnh bà đã tồn tại trên thế gian này, nghe đồn rằng bà ấy chính là hóa thân của Hoàng Thổ Nương Nương, không thuộc phạm vi cấm kỵ. Nói như thế thì bà ta có thể ra tay bất cứ lúc nào trong Âm Ti rồi. Tôi nghe cô ấy nói xong trong lòng lập tức hóa đá, vội vàng hỏi tiếp. Mạnh bà tuy không chịu sự cấm kỵ của thiên đạo, nhưng bà cũng không thể dễ dàng rời khỏi cầu nại hà nếu không thì những sinh hồn qua cầu sẽ mang theo ký ức của kiếp trước vào vòng luân hồi trực tiếp làm loạn thiên đạo nhân luân thiên đạo sẽ không chấp nhận chuyện này đâu lỡ như trong thành chết oan xảy ra chuyện lớn thì sao thành chết oan là đối tượng phòng vệ của các trọng binh tại âm ty xảy ra chuyện gì lớn được chứ khương tuyết dương trả lời một cách qua loa sư phụ tôi không muốn giấu cô nữa bạch lão quỷ mãi không xuất hiện là bởi vì lão đi đến thành chết oan lần này thùy họa một thân một mình ứng chiến với phủ thiên sư là do con át chủ bài đều đặt lên tất cả đệ tử niết bàn trong thành chết oan có thể mạnh bà bây giờ đã bắt đầu ra tay rồi tôi nói một hơi cho xong chuyện và phản ứng của khương tuyết dương lúc đó chính là lo lắng tột cùng hồ đồ thật quá hồ đồ khương tuyết dương một hơi nói ra hai chữ hồ đồ cảm xúc kích động như vậy cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sao vậy sát phá lang hôm nay có thể tụ họp được là do mệnh bàn tử vi có vấn đề nếu như những đệ tử Niết Bàn muốn hoàn dương trong lúc này, mạnh bà tuyệt đối không nhắm mắt làm lơ đâu, bà ấy nhất định sẽ ra tay. Chỉ cần dáng nhẫn nại đến giữa đêm, cho dù là ban ngày xuất thành, xông thẳng ra quỷ môn quan còn đỡ hơn tình huống lúc này nhiều. Phản ứng của Khương Tuyết Dương rất kỳ lạ, bởi vì nghe ngữ khí của cô ấy đâu có điểm nào giống thân phận của đệ tử nhân đạo đâu. chương 114, có dám chiến cùng tôi? Hai, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều thế, chỉ biết hỏi cô ấy bây giờ nên làm thế nào. Còn làm thế nào nữa, cậu xem biểu hiện của thành hoàng gia đủ hiểu mạnh bà đã ra tay rồi, âm ty cũng có đệ tử đạo môn, chuyện này sẽ đến tai của phủ thiên sư nhanh thôi. Nói thế há chẳng phải Thùy Họa hiện giờ đang rất nguy hiểm. Bây giờ chỉ xem cô ấy có nguyện ý chạy trốn không thôi, nếu cô ấy muốn trốn vậy thì hoàng hà cửu khúc nơi nào cũng có sinh cơ. Vậy nếu cô ấy không trốn thì sao? Nếu không trốn đấy à, có thể sống sót được hay không thì phải xem phủ thiên sư trả giá cỡ nào để lấy mạng của cô ấy rồi, nói xong Khương Tuyết Dương không còn nhìn tôi nữa, ánh mắt của cô nhìn chầm chập về phía Thủy Họa, trên mặt lộ rõ dáng vẻ trầm tư lo lắng. Phá quân, ngôi sao đầu tiên trong Bắc đầu, vị tướng sát phạt hoành hành ngang dọc. Cho dù chỉ còn một mình Thủy Họa, Phủ Thiên Sư muốn giết cô ấy cũng phải trả giá rất đắt. Năm xưa vị phá quân đầu tiên đã đơn thân độc mã xông vào âm ti, mang đến cho âm ti tai nạn khôn lường, trải qua ngàn năm mới có thể khôi phục lại bình thường. Thế nhưng, làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn cô ấy một mình độc chiến với Phủ Thiên Sư cơ chứ? Dự đoán của Khương Tuyết Dương không sai, rất nhanh Phủ Thiên Sư đã hay biết động tính trong thành chết oan, cũng đã biết mạnh bà bắt đầu ra tay phong tỏa hết tất cả đệ tử Niết Bàn cùng với Bạch Lão Quỷ. Đây quả là chút được gánh nặng lớn đối với họ, sư phụ của Lữ Thuần Hứa Tấn bắt đầu nhìn về hướng của Thùy Họa nói lớn, phá quân, thì ra ngươi cứ kéo thời gian không động thủ là vì muốn đợi đám đệ tử Niết Bàn trong thành chết oan sao? Nhưng người đâu thể ngờ rằng hôm nay bọn chúng không một ai có thể ra khỏi thành đúng không? Thùy họa nghe thế liền cau mày, lạnh giọng nói, thời đại mặt Pháp, quỷ đế không xuất hiện, lại còn có ai có thể ngăn cản đệ tử Niết Bàn của ma đạo ta xuất thành. Người khác thì có thể không được, nhưng người đừng quên trong cầu nại hà còn có một vị thiên tôn. Ta cũng nói sự thật cho người biết, mạnh bà đã bắt đầu ra tay rồi, đệ tử Niết Bàn gì đó của ngươi một mống cũng đừng hòng thoát khỏi, bây giờ thập đại âm soái đã rời quỷ môn quan và đang trên đường đến đàm cửu long nếu ngươi thức thời thì bây giờ đi ngay lập tức phủ thiên sư ta sẽ không ngăn cản nếu lỡ người của âm ty đến rồi ngươi nhất định không còn đường nào để thoát đâu hứa tấn nói lớn mục đích của phủ thiên sư chủ yếu là cố quan trấn hồn lão giả hứa tấn ngưu mô đó đương nhiên biết rõ không thể nào cường hành giết chết phá quân cho nên ông muốn trước khi người của âm ty đến có thể khuyên được tùy họa rút lui như thế bọn họ sẽ dễ dàng tìm cách xuống nước đến cố quan trấn hồn đến lúc đó đỡ phải vẽ thêm đủ chuyện để xử lý bản tính này đánh hay đấy bởi vì thùy họa đâu còn nhiều sự lựa chọn nữa. Năm xưa mối thủ giữa mà đạo hộ pháp thiên tôn và âm ti quá sâu nặng, người của âm ti đến thì cho dù liều mạng không cần đến cố quan chấn hồn thì họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt phá quân đâu. Những vị phá quân trước thùy họa đã chuyển thế luân hồi 8 lần, lần nào cũng bị tiêu diệt bởi người của âm ti, lần thứ 9 này là sinh cơ cuối cùng tồn tại trong tinh vị phá quân, vậy thì làm sao âm ti có thể tha cho cô ấy được chứ? tuy rằng âm ty rất xem trọng thuật pháp thần thông trong cố quan trấn hồn của ma đạo tổ sư nhưng hai chuyện này so với nhau vẫn là ưu tiên diệt trừ phá quân trước bởi vì khi tranh đoạt cố quan rất khó mà tránh khỏi việc cấu xé với đạo môn chiến phá quân âm ty có thể thảm thắng nhưng chiến với đạo môn nếu như quỷ đế không xuất hiện thì chắc chắn chỉ có thảm bại rút quân mà thôi ha ha nếu các người đã luôn miệng gọi ta là phá quân thử hỏi từ xưa đến nay đã có từng nghe qua phá quân không chiến mà rút chưa phá quân ta đã có ý khuyên ngươi cũng là vì muốn đôi bên đều có lợi, ngươi và ta có tranh đấu thì người hưởng lợi chỉ có âm ti mà thôi. Hứa tấn cất lời, cửu tinh tề tựu, sát phá lang tam phương tứ chính, ngươi nghĩ ta sẽ để các ngươi có được cố quan chấn hồn sao? Đừng nhiều lời nữa, khai chiến đi, thùy hỏa rút đao lưỡng đoạn ra, mũi đao cắm xuống nước ba phân, vừa chạm vào nước, đàm cửu long liền bốc lên một làn xương lạnh buốt. Làn xương lạnh này được tạo hóa từ cây đao lưỡng đoạn, phá quân đời này còn có thân phận hoàng hà nương nương mà thiên đạo không can thiệp, chỉ cần thân còn ở trong nước, liền có thể mượn lực nước sông hoàng hà để triển khai sức mạnh của cây đao. Phủ thiên sư không nguyện ý chiến đấu cùng cô, chính là bởi vì đã hiểu quá rõ bản lĩnh của cô hiện có. Hỗn sược, chẳng qua chỉ là một cảnh giới nguyên thần, sư phụ ta đã nhiều lần nhẫn nhịn ngươi, ngươi thật sự nghĩ phủ thiên sư ta không còn ai sao. Lữ thuần hiên ngang hét lớn, ngươi lại là ai, Thùy Hòa tỏ vẻ không biết, nhẹ nhàng hỏi một câu thiên hạ hành tẩu đương đại của phủ thiên sư, Lữ Thuần. Ồ, thế ngươi dám chiến cùng ta, lại là một câu nói tưởng chừng như rất nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy sự khinh bỉ mà ai cũng có thể nghe ra được. Đương nhiên, sau khi Lữ Thuần ứng chiến liền tế ra thanh kiếm được tam ngũ chảm tà, trong miệng lớn giọng niệm chú, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm lễ chi. Cửu thiên chân lôi, dĩ kiếm dẫn chi, ngô phụng cửu thiên lôi thần đổ mẫu nguyên quân chi lệch, sắc sắc sắc. Đầu mẫu nguyên quân là lôi mẫu, tổ sư của lôi thần, cai quản cửu thiên lôi hải, bản tôn lại là thần bảo hộ của nhân đạo. Lữ thuần dùng vi danh của bà để triệu hồi cửu thiên chân lôi, đây được cho là thuật pháp tấn công mạnh nhất đối với hắn rồi. Câu chú vừa dứt, trên trời liền kéo đến những tiếng sét âm ầm Chỉ nghe được tiếng gầm rất lớn, tiếp theo là một tia sét màu tím với hình dáng con rồng từ cửu thiên giáng xuống, đánh thẳng vào người của Thùy Họa. Thùy Họa không né cũng không tránh, ngước đầu nhìn tia sét đang giáng xuống. Ngay lúc tia sét sắp chạm đến người cô, từ trong nước cô liền đưa cây đao lưỡng đoạn lên, chính là có ý muốn dùng cây đao lưỡng đoạn đó tiếp dẫn cửu thiên chân lôi uy mãnh. Chương 115, nhập thủy nhất đao một Chứng kiến thủy họa muốn dẫn cửu thiên chân lôi vào người, trong lòng tôi như muốn nổ tung luôn rồi. Người xưa thường dùng từ bị trời đánh để hình dung những người mang tội tài trời không thể tha thứ, từ đó có thể nhận thấy thiên lôi đáng sợ đến mức nào. Mà trong đạo tàng có ghi chép lại ngũ lôi chính pháp, cũng được dẫn từ thiên lôi có tính sát phạt mạnh nhất. Cái gọi là ngũ lôi, phân biệt chính là thiên lôi, địa lôi, thủy lôi, yêu lôi và thần lôi. Cửu thiên chân lôi còn được gọi là thiên lôi, chịu sự cai quản của cửu thiên ứng nguyên phổ thiên tôn, được triệu hồi bởi vi danh của đầu mẫu nguyên quân. Phát giác được thủy họa dùng đao lưỡng đoạn để tiếp dẫn thiên lôi, những người có mặt đồng loạt há hốc mồm, trong lòng họ hiện giờ sốt ruột muốn nín thở chờ đợi sự thay đổi sắp xảy ra. Tia xét sáng từ đỉnh đầu xuống, uốn lượn tuyên chuyển sáng cả màn trời, không biết nó dài bao nhiêu, chỉ thấy nó đến từ cửu thiên, bị sức mạnh canh kim của đao lưỡng đoạn kéo dẫn, lực xét thuần thúy trực tiếp hòa vào thân đao. Một tiếng gầm vang dội, ánh sáng chói lóa bạo phát từ cây đao khiến người xem không thể nhìn thẳng vào nó. Tôi hít mắt lại để nhìn kỹ ánh sáng chói lóa đó hơn, dường như trong mơ hồ tôi có thể nhìn thấy lực xét đang truyền từ thân đao cuốn vào người của Thủy Hỏa. Cửu Thiên chân lôi đang quấn quanh cơ thể của cô ấy, tia xét màu tím cùng với ánh quang vô tận. Tôi còn nhìn thấy chi kê linh của Thùy Hỏa trong tích tắc đã cháy xém thành cho, các mảnh giáp trên người cũng lần lượt nứt ra. Khuôn mặt của cô ấy méo mó không ra hình dạng gì, rõ ràng bây giờ đang trong tình trạng vô cùng đau đớn. Nếu người thường mà bị đánh một đòn như thế, đừng nói là cửu thiên chân lôi, cho dù là lôi hỏa kích phát trong các tầng mây âm dương bình thường cũng đủ khiến cho đối phương chết ngay tại chỗ rồi. Lý do Thùy Hỏa có thể kiên trì đến tận giờ là vì cô ấy có huyền quan, mà hiện tại cô ấy đang lợi dụng huyền quan của bản thân để nuốt chừng lực xét này. Nhưng trong thời đại mặt Pháp, huyền quan của ai có thể nuốt chừng được thiên lôi thuần túy như vậy chứ? Chỉ cần bất cần một chút huyền quan sẽ bị hủy ngay, cho dù cô ấy có nguyên thần, nếu như huyền quan hủy rồi, nguyên thần sẽ không còn chỗ để hủy thác, đến cuối cùng vẫn là con đường chết mà thôi. Sư phụ, Thùy Hỏa có thể luyện hóa được cửu thiên chân lôi không? Thời đại mặt Pháp, người tu hành huyền quan có hạn, lữ thuần dùng kiếm được tam ngũ trảm tà phụng mệnh của đầu mẫu nguyên quân để triệu hồi cửu thiên chân lôi uy lực khủng khiếp như vậy là tôi chắn chắn sẽ không dễ dàng đón nhận được dưới thiên hạ có thể tiếp được thiên lôi của hắn cũng chả có mấy ai đâu nói như thế chẳng phải ngay từ đầu thùy họa chính là đang cược cái mạng của mình sai rồi cô ấy không phải đang cược mà là đã tính trước mọi việc tôi nghĩ cô ấy đã khám phá được cánh cửa hợp đạo của phá quân nắm giữ được cách thao túng sức mạnh tiên thiên canh kim rồi khương tuyết dương nói vạn vật thiên hạ đều bắt nguồn từ ngũ hành, thiên lôi cũng không ngoại lệ. Sức sát phạt của thiên lôi là mạnh nhất, nó lệ thuộc vào tiên thiên canh kim. Mà phá quân thành công hợp đạo chỉ đứng sau thiên tôn, nguồn chiến lực mạnh nhất của cô ấy chính là dựa vào thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết để thao túng sức mạnh của tiên thiên canh kim. Ý của sư phụ chính là thủy họa sắp đạt đến cảnh giới hợp đạo rồi à? Tôi hỏi, đại đạo miên man khó cưỡng cầu, làm gì có chuyện dễ dàng đột phá đến thế? Lý do vợ của cậu dám tiếp đòn thiên lôi này, chỉ là vì cô ấy vốn dĩ đã có thân phận phá quân đời thứ 9, trong linh hồn đã khắc sâu hơi thở đại đạo của phá quân để lại. Huống hồ chi đòn thiên lôi này của Lữ Thuần quả thật là rất khủng khiếp trong thời đại mặt Pháp, nhưng nếu rơi vào trận chiến phong thần thì nó chẳng qua chỉ là một vệt sáng thoáng qua mà thôi, năm xưa phá quân của ma đạo ngay đến cả đầu mẫu nguyên tôn còn dám khiêu chiến kia mà. Ngay khi tôi cùng Khương Tuyết Dương đang bàn luận, tôi nhìn thấy tia sét xung quanh cơ thể thủy Họa bắt đầu giảm dần, ánh sáng càng lúc càng nhạt dần đi. Tiếp đó tôi nhìn thấy tâm nghi cô ấy hòa hoãn đi rất nhiều, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền giờ đây cũng dần dần mở ra. Vài phút sau, lực xét trên người cô ấy đều thoái ẩn hết, toàn bộ đã bị huyền quan của cô ấy hấp thu hết rồi. Những người có mặt ai cũng kinh ngạc há hốc mồm, người của phủ thiên sư hối hận cũng không kịp nữa, khi cửu thiên thần lôi vừa dung hòa với cơ thể của Thùy Họa, hiện tại cô ấy không có một chút phòng bị gì, dù cho họ có ra tay đánh lén cũng không thể giết được cô ấy, ngược lại còn tổn thất nặng nề hơn. Mà bây giờ, sau khi huyền quan đã nuốt chừng cửu thiên chân lôi, tuy dáng vẻ nhìn có hơi nhếch nhác, nhưng chiến lực đã hoàn toàn hồi phục như ban đầu. Hoàng Hà Nương Nương không phải âm linh sao? Âm linh sao có thể tiếp dẫn được cửu thiên chân lôi được chứ? Cửu thiên chân lôi, trí cang trí dương, có thể chém giết tà ma, cô ấy sao mà có thể làm được? Huyền quan, nhất định là huyền quan. Không thể tin được, trong thời đại mạt Pháp vậy mà lại có người dùng huyền quan để tiếp nạp cửu thiên chân lôi. chương 116, Nhập Thủy Nhất Đao 2 Thùy Họa lại lần nữa mở mắt ra, trong mắt của cô phát sáng chói lóa. Đứng chân chân chịu cử thiên chân lôi đánh thẳng vào người, bây giờ nhìn cô ấy nhếch nhác vô cùng, trí Kê Linh bị hóa thành cho bụi, mất đi máu quan của tướng quân, những lá cờ sau lưng cũng nứt hết thảy, bộ giáp màu nâu huyền cũng cháy xém đen thui. Và rồi, trên người cô phát ra một luồng ý chí chiến đấu trước giờ chưa từng thấy. Lai nhi bất vãng phi lễ giả, nghĩa là có qua mà không có lại thì thất lễ quá. Thùy Hỏa cao giọng nói lớn, vừa dứt lời hai tay cầm đao chém một phát vào sông hoàng hà ý đao kết tụ lại thành một đường từ mặt nước phóng thẳng về hướng của lữ thuần hắn ta lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn từ khi cử thiên chân lôi thất bại đao phong ập đến cũng không có tí phản ứng gì luôn lữ thuần tránh ra hứa tấn hét lớn nghe tiếng hét hắn mới bắt đầu phản ứng lại cơ thể liền nhảy lên không trung bởi hắn là cảnh giới nguyên thần cho nên cảm ứng nhạy bén huyền diệu lắm rất nhanh hắn đã cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong dòng nước tưởng chừng như vô hại đó cơ thể trên không dung niệm chú hộ thể kim cang thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn. Quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phục ảnh ngô thân, với từng câu chú vang lên, cơ thể của Lữ Thuần không ngừng phát ra những tia sáng màu vàng, rất nhanh toàn thân đã phủ lên một lớp hoàng kim. Lúc này hắn cách xa mặt đất phản trưởng hoàn toàn có thể tránh khỏi đao phong đang ập đến trong làn nước, mà cơ thể còn được một lớp hoàng kim bảo hộ nhìn thì tưởng chừng không có hề hấn gì, nhưng cuối cùng vẫn là xem thường lực đao của Thùy Họa rồi. Bởi vì chính lúc này đây, nước sông Hoàng Hà đã tách ra làm đôi, đột nhiên bùng nổ, dẫn đến những cơn sóng cuồn cuộn không ngớt. Chưa kịp đợi đến những cơn sóng trở về với mặt nước, chỉ nghe được một tiếng gào thảm thiết của Lữ Thuần, lớp hoàng kim đó bị phá vỡ, tiếp theo đó là cả người hắn rơi từ không trung xuống. Sau khi rơi xuống đất, hắn vẫn duy trì dáng đứng đó không nhúc nhích một chút nào, trong tay vẫn nắm chặt thanh kiếm được tam ngũ trảm tà. Lữ Thuần, hứa tấn đứng phía sau hắn hét lớn, và rồi Lữ Thuần mới chậm chậm xoay người, toàn thân trên dưới không giống như bị thương gì, nhưng ai nhìn vào cũng đủ biết cơ thể hắn có gì đó bất thường rồi. Cảnh giới nguyên thần, thần mục như điện, nhưng đôi mắt của hắn chẳng khác gì như một con cá chết không chút sức sống. Biểu cảm của hắn bây giờ cũng ngây ngốc hẳn đi, lực đao của Thùy Hỏa không phải là không chống đỡ được, chú Kim Quang là thuật pháp hộ thể mạnh nhất của núi Long Hổ, chỉ cần nguyên khí trong huyền quan đủ xài, tuyệt đối có thể đỡ được nhát đau vừa rồi của cô ấy. Sư phụ, con đã biết hôm đó phong thần làm gì con rồi. Lữ thuần đột nhiên nhắc đến chuyện này, làm cái gì chứ, bà ta đã hủy căn cơ huyền quan của con, thực ra từ sớm con đã phát giác ra được, nhưng chưa kịp nói với sư phụ. Căn cơ huyền quan của con bị hủy, chân khí không còn tái sinh được, vừa nảy triệu hồi cửu thiên chân lôi đã rút cạn hết chân khí của con rồi, lời nói này của hắn đã khiến tất cả mọi người có mặt hiểu rõ, không phải chú Kim Quang không có tác dụng, cũng không phải lực đao của Thùy Hỏa quá mạnh đi, mà đó là do chân khí trong huyền quan của Lữ Thuần đã không còn nhiều để sử dụng nữa. Dứt lời, cả người Lữ Thuần liền mềm nhũn gục ngã, may thay hứa tấn đỡ được hắn trước khi hắn ngã xuống. Nhát đao vừa nãy của Thùy Hỏa nhìn có vẻ không làm hại đến bản thể của Lữ Thuần, mà là trực tiếp chém nứt luôn nguyên thần của hắn. Kết cục thế này không ai lường trước được, cho dù đã biết trước chiến lực của Thùy Hỏa có thể là nguyên thần, nhưng lại không ngờ cô ấy có thể nghịch thiên đến thế, Trước là tiếp lấy cửu thiên chân lôi mà không bị thương tích gì, sau là dùng đao một nhát chém đứt luôn nguyên thần của Lữ Thuần. Thân sắc của mỗi người trong phủ thiên sư đều trở nên tức giận và khó coi cực kỳ. Các cao thủ chân khí bắt đầu bố trận, còn lại những cao thủ huyền quan bắt đầu tế kiếm, cái đó đạo binh cũng lần lượt rút ra từng tấm phù lục. Đến cả chín vị đệ tử hộ pháp lúc này cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị trầm trọng. Khương Tuyết Dương có nói qua, thùy họa sống được hay không, phải xem phủ thiên sư phải bỏ ra cái giá như thế nào, Phá quân của Ma đạo không phải dễ chọc vào đâu. Hiện tại cuộc chiến vẫn chưa bùng nổ hoàn toàn mà phủ Thiên sư đã mất đi một đại tướng rồi. Sau khi núi tiếp tạ Lưu Vân, núi Long Hồ hơn trăm năm không có vị hành tẩu nào nữa, hôm nay khó khăn lắm mới lựa chọn được một người có thể kết tụ ra nguyên thần, lại bị Thủy Hỏa chém nứt một cách dứt khoát. Hứa Tấn đương nhiên là hận đến thấu xương, nhưng lại không trực tiếp ra tay với Thủy Hỏa, ông ôm lấy thi thể của Lữ Thuần từng bước tiến về phía Khương Tuyết Dương. Ánh mắt thật cay độc Nhìn đến tôi sởn hết cả gai ốc. Khi nãy Lữ Thuần có nói, căn cơ huyền quan của hắn đã bị Phong Thần hủy mất, như vậy rõ ràng là muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Khương Tuyết Dương đây mà, bởi vì chính cô ấy mời Phong Thần hạ phàm chứ còn ai nữa. Phong Thần quả thật biết cách để xuống tay, Khương Hành Tẩu không có gì để nói sao. Hứa Tấn nhìn thẳng vào Khương Tuyết Dương, nghiến răng nói: "Thế ông muốn tôi nói gì?" Thật nực cười, người chém nứt nguyên thần của hắn là Hoàng Hà Nương Nương ông không tìm cô ta để báo thù thì thôi cứ khăng khăng tìm khương tuyết dương tôi làm gì nếu như không phải phong thần hủy đi căn cơ nguyên thần của đệ tử ta khiến y không còn cách nào tái sinh chân khí thì làm gì có khả năng không đỡ được nhát đao đó hứa tấn đáp lời được thôi thế ông muốn tôi nói gì ma đạo là kẻ địch chung của đạo môn đệ tử nhân đạo ai cũng phải có trách nhiệm trừ ma vệ đạo chiến lực của khương hành tẩu siêu phàm còn được thần niệm bảo hộ từ phong thần cho nên, ông đây là muốn tôi nghênh chiến với Hoàng Hà nương nương." Khương Tuyết Dương cau mày hỏi, "Đúng vậy, chương 117, song muội đối quyết một. Một đao của Thủy Hỏa đã hủy được nguyên thần của Lữ Thuần, sức chiến đấu vô song này quả thật quá khủng khiếp, không ngờ tên Hứa Tấn lại ép Khương Tuyết Dương ra tay, tôi chỉ có thể nói sự tính toán này của ông ta thâm không chê vào đâu được. Tuy nhìn thì thấy có căn có cứ, huyền quan của Lữ Thuần đích thị là do Phong Thần đã động tay chân, nhưng vào lúc này đến thằng ngốc cũng có thể nhận ra ai đứng ra nghênh chiến với thủy họa đều phải trả một cái giá rất đắt. Mời thần nhập thân trong thời đại mạt Pháp là một cấm kỵ, phong thập bát di ra mặt vì Khương Tuyết Dương một lần cũng không biết phải chịu bao nhiêu hình phạt, nếu như ra mặt thêm lần nữa, vậy thì chính là khiêu khích trắng trợn với tôn nghiêm của thiên đình rồi. Nhưng nếu Khương Tuyết Dương không thể mời thần nhập thân lúc này, với chiến lực của cô ấy làm sao đỡ được sức mạnh của thủy họa cơ chứ? Tôi biết cô ấy rất khó xử, trong lòng chỉ mong cô ấy từ chối đề nghị của hứa tấn. Tôi từ chối, khương tuyết dương cao giọng trả lời đệ tử tôi lữ thuần bị phong thần tính kế cô chính là người đại diện cho phong thần tại nhân gian chuyện này không đến lượt cô từ chối hứa tấn nói tiếp khiếp buồn cười thật cơ duyên của đàm cửu long thì phủ thiên sư các người độc chiếm bây giờ lại muốn tôi đánh tiên phong cho các người sao thứ lỗi cho tại hạ khó nghe lệnh khương tuyết dương cười lạnh trả lời sắc mặt của hứa tấn khó coi đến đỉnh điểm rồi cuộc đối thoại của họ ai nấy có mặt đều nghe rõ mồn một, một tuy thừa biết phủ thiên sư đang đánh chủ ý gì, nhưng về việc mời thần nhập thân của Khương Tuyết Dương đa số mọi người đã tận mắt nhìn thấy. Danh tiếng của Khương Tuyết Dương những năm nay như mặt trời ban trưa, toàn chân giáo cũng từ đó mà lên như diều gặp gió. Cây cao đón gió dễ đổ, người nổi bật dễ bị chú ý, vì vậy, trong lúc đó đã có không ít lời bàn luận rằng Khương Tuyết Dương ra tay giúp đỡ là điều đương nhiên. Trưởng giáo của toàn chân giáo tất nhiên không nguyện ý Khương Tuyết Dương ra tay, và rồi chưa kịp đợi ông lên tiếng thì đột nhiên chín vị đệ tử hộ pháp bước đến. Khương Tuyết Dương, trận chiến này cô ra tay đi, một trong chín lão đạo sĩ hắc bào lên tiếng. Ha ha, lý do, Khương Tuyết Dương không ngại đáp lời, lời ta nói chính là lý do. Lão ta nói tiếp, tuy hiện tại tổ đình nhân đạo hàm cốc quan chưa khai quan, nhưng điều này không ảnh hưởng đến địa vị của các vị đệ tử hộ pháp của nhân đạo trong đạo môn đâu. Tiên đạo không nhúng tay vào việc của nhân gian, mà đạo một đêm đã biến mất, Vậy đạo thống trong thiên hạ đều thuộc về nhân đạo rồi còn gì? Cho nên, dù danh tiếng của chín vị đệ tử hộ pháp nhân đạo này không nổi, nhưng lời nói của họ cực kỳ có trọng lượng là đằng khác nha. Hứa Tấn là người của phủ Thiên sư, ông ta không có tư cách ép buộc thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo xuất chiến, nhưng nếu là yêu cầu của đệ tử hộ pháp nhân đạo thì Khương Tuyết Dương không được phép từ chối. Nếu cô ấy từ chối, đồng nghĩa với việc không tuân thủ giáo nghĩa của nhân đạo, không chỉ khiến bản thân cô ấy mang họa thậm chí còn liên đới cả toàn chân giáo chịu trận chung. Được, Khương Tuyết Dương nhịn một hồi rồi trầm giọng đáp, thấy cô ấy gật đầu, tôi nhìn vẻ mặt của trưởng giáo Vương Trọng trở nên phức tạp khó tả. Thế lực của Thùy Họa hiện giờ quá khủng khiếp, đương nhiên ông không mong Khương Tuyết Dương phải dấn thân vào. Nhưng nếu như cô không xuất chiến, toàn chân giáo chỉ còn lựa chọn duy nhất, chính là lập tức trục xuất cô ấy khỏi giáo phái, nếu không thì sẽ phải chịu sự trách phạt của những vị đệ tử hộ pháp. Sư phụ à, tạ lan, trận này vi sư không thể tránh được, tiếp theo sau vi sư có khả năng không bảo vệ cho cậu được nữa, bây giờ cậu đi đến chỗ của trưởng giáo núi Long Hổ đi, ông ấy còn ở đó thì sẽ không ai dám động vào cậu đâu. Khương Tuyết Dương nhìn thẳng vào tôi rồi nói, nhất định Thùy Họa sẽ không mạnh tay với cô đâu, sư phụ cứ ra mặt cho qua chuyện là được. Tôi tiếp lời, ma đạo quyết chiến chỉ phân định sống chết, nếu như Hoàng Hà nương 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 tay với tôi há chẳng phải khiến người trong ma đạo đau lòng sao. Ngược lại là tôi cũng sẽ không lưu tình đối với cô ấy đâu, trừ ma vệ đạo đó là trách nhiệm của đệ tử nhân đạo. Dứt lời, Khương Tuyết Dương sải bước đi về hướng bờ sông. Tôi muốn đi theo cô ấy, nhưng cơ thể lại bị một lực ngũ hành kéo lại, dây tiếp theo cả người tôi chưa gì đã bị kéo đến bên cạnh trưởng giáo núi Long Hổ rồi. Lời của Khương Tuyết Dương nói lúc nãy cậu nghe rồi chứ, giờ thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi đi. Trưởng giáo núi Long Hổ lên tiếng, Khương Tuyết Dương khoác trên mình bộ đồ trắng như tuyết, có chút cảm giác như gió điều hưu sông dịch lạnh trong kinh kha đối thơ. Luận chiến lực cô ấy còn không bằng Lữ Thuần, tất cả đều nhờ vào tạo hóa của phong thần mà thôi, nhưng hiện giờ phong thần đã không thể dùng thần niệm giúp cô ấy nữa rồi. chương 118, song muội đối quyết 2. Thùy Hỏa đã cảm ngộ được đại đạo của phá quân, còn nuốt trừng cửu thiên chân lôi vào huyền quan, chiến lực bây giờ mạnh không ai địch nổi, bây giờ chỉ có thể nhờ vào trận pháp thì còn may ra. Tôi biết ngay phủ thiên sư nhất định sẽ ép cô ra tay, chỉ là tôi không ngờ cô vậy mà đồng ý rồi. Thùy họa lên tiếng, thân là đệ tử nhân đạo, trừ ma vệ đạo là bổn phận của Tuyết Dương. Thực lực giữa tôi và cô tranh lệch quá nhiều, tôi có thể bố trận được không? Khương Tuyết Dương hỏi, tùy cô thôi, nghe Thùy họa đồng ý, Khương Tuyết Dương liền lập tức hành động, cử chỉ nhanh như chớp, rất nhanh cô đã bố ra pháp trận huyền diệu vô cực dọc bờ sông. Pháp trận này không cần pháp khí gì để hỗ trợ, duy nhất chỉ có dấu chân của cô ấy vẽ ra từng dạng phù tự, chính là trận pháp phong dương trong tiên thiên cửu cung bát quái trận. Tiên thiên cửu cung bát quái trận nổi danh Tam Quốc, tương truyền rằng do chiến thần cửu thiên huyền nữ đích thân truyền dạy cho ra cát lược, trong sử sách cũng chỉ có ông sử dụng qua một lần. Chủ yếu là do trận pháp này quá đối phức tạp, đoạt thiên địa tạo hóa, ứng chiếu với nhật nguyệt tinh thần, cần có số lượng lớn nhân lực mới có thể điều động được. Nhìn thấy Khương Tuyết Dương đứng bên bờ sông bày ra phong dương trận, người của Phủ Thiên Sư đã hiểu cô ấy đã sử dụng con bài cuối cùng rồi. Phong dương trận tuy chỉ là một trong số cửu cung bát quái trận, nhưng cũng cần phải có quân lực trên vạn mới có thể thành trận. Khương Tuyết Dương chỉ đơn thuần vẽ ra phù tự, như vậy sẽ hao tổn rất nhiều chân khí. Tuy rằng chân khí có thể diễn hóa sinh linh vạn vật trong huyền quan, nếu không phải vì cô ấy được phong thần phù hộ, với cảnh giới của cô ấy hiện giờ làm sao có thể vẽ hết ra được. Chỉ cần hoàn tất trận pháp, gió sẽ nổi lên như vòi rồng, uy lực đủ để chiến với nguyên thần rồi. Ban đầu khi quyết chiến với Lữ Thuần nếu như cô ấy bày ra trận phong dương này thì người thua lúc đó chắc không phải là cô đâu, nhưng dễ gì Lữ Thuần cho cô cơ hội để bố trận cơ chứ. Trận pháp vừa xong thì gió bắt đầu nổi, trời đất kéo theo từng cơn thật ớn lạnh, tuy chỉ một người bố trận nhưng lại có uy lực của vạn quân. Khương Tuyết Dương đứng giữa trung tâm trận pháp, tà áo phất phơ, cầm thanh kiếm đưa lên, cao giọng lên tiếng, sát. Cuồng phong thổi bay cắt đá, tiếng vó ngựa cùng tiếng chống chiến xa mịt mù trong gió một luồng sát khí vô hình hùng vĩ nổi lên từ trận pháp phong dương trong lúc này gió cắt liền biến thành một luồng gió hình rồng to tổ tràng rồng vàng gào thét âm thanh chấn động cả bầu trời nhìn uy thế của nó không thua gì sát rồng không đầu lúc nãy đâu sau khi kết tụ thành hình con rồng vàng đó trực tiếp lao thẳng vào người của thùy hỏa vốn dĩ nãy giờ tôi còn thấy lo cho khương tuyết dương nhưng sau khi nhìn thấy con rồng đó uy mãnh như thế tôi lại bắt đầu thấy lo lắng cho thùy hỏa sức hủy diệt của con rồng này quá mạnh rồi không biết Thùy Họa làm sao đỡ được nó đây. Cô ấy không sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm, nhìn thấy con rồng đó lao đến trong miệng liền niệm chú, đao ý như thủy, thủy như long. Niệm chú xong, Thùy Họa bắt đầu vung đao lưỡng đoạn trong tay một cách điên cuồng. Đao thức của Thùy Họa uyển chuyển tựa rồng múa, theo động tác của cô ấy, mặt nước vốn đang bình lặng bắt đầu nhẹ nhàng gợn sóng, tiếp đó nước sông cũng dần dần dao động theo đao thức của cô ấy. Giống như có gì đó dưới nước đang phối hợp với đao thức của Thùy Họa vậy. Chính vào lúc phong dương trận của Khương Tuyết Dương chỉ cách thủy hỏa tầm 10 mét, may thay thủy hỏa vừa hoàn thành động tác cuối cùng của đao thức, một nhát chém vào trong làn nước rồi hét lớn, khởi. Chỉ nghe được một tiếng ầm rất lớn, một con rồng từ dưới nước lao ra. Con rồng vừa lao ra trong nước liền giáp mặt với con rồng vàng kia, tình cảnh rất khó phân định và nan giải. Cho dù chiến lực của thủy hỏa vô song, nhưng khi triệu hồi con rồng nước đã khiến cô hao tổn không ít chân khí, mà thao túng con rồng nước cũng đã chi phối hết thần niệm trong nguyên thần của cô mất rồi sư phụ tôi, Khương Tuyết Dương còn thê thảm hơn, bản thân cô ấy vốn không phải cảnh giới nguyên thần, chỉ dựa vào trận pháp để điều khiển con rồng của cô ấy. Từ lúc con rồng của Tuyết Dương được hình thành, cô ấy đã phải điên cuồng đè nén huyền quan của bản thân, dùng hết sức để giữ vững trận pháp. Thùy Hỏa còn có thể mượn vào lực nước để duy trì, nhưng Khương Tuyết Dương chỉ có thể dựa vào chân khí trong huyền quan của bản thân thôi, một khi đã rút cạn chân khí, con rồng vàng sẽ lập tức tiêu tán ngay. Lần này không có phong thần bảo vệ cho cô ấy, rất nhanh Khương Tuyết Dương đã rút cạn hết tia chân khí cuối cùng trong huyền quan, cơ thể cô loạn choạng, ngã xuống trong vô thức. Cô ấy vừa ngã xuống thì đồng thời con rồng cũng mất đi khống chế, lập tức tiêu tán, nhưng con rồng nước của Thủy Hỏa vẫn còn sức chiến mãnh liệt, xông đến bên bờ sông lao vào người của Tuyết Dương. Giây phút cô ấy sắp chạm đất, tôi đã chạy đến cạnh đỡ cô ấy ôm vào lòng, thì con rồng nước đó đã xuất hiện trước mặt tôi. Con rồng nước này được Thủy Hỏa triệu hồi, cô ấy đương nhiên sẽ không nỡ làm tôi bị thương, không cam tâm phát ra từ từ cuối cùng trước mắt con rồng đó liền hóa thành dòng nước đổ xả xuống bởi vì triệu hồi trận pháp đã hao tốn không ít nguyên khí trong huyền quan của khương tuyết dương cũng đã chi phối hết toàn bộ sức lực và tinh thần của cô ấy hiện giờ cô ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu chính vào lúc tôi chuẩn bị ôm cô ấy quay về chỗ cũ để hồi sức thì sau lưng liền xuất hiện một loạt ánh hào quang đang rộ lên xoay người lại thì thấy thì ra đám người của phủ thiên sư nhân lúc thủy họa chưa hồi phục nguyên khí khi triệu hồi con rồng nước vừa này họ đã liên thủ với nhanh bắt đầu đánh lén. Phù lục, thuật pháp, lôi điện như mưa, pháp tướng ngàn vạn, bao nhiêu phù lục bí tịch, trong tích tắc đều lao thẳng đánh về phía của Thùy Hỏa. Chương 119, Lạc Tinh Như Vũ một. Tôi có làm sao cũng không thể ngờ phủ thiên sư sẽ dở trò như thế, tôi ôm Tuyết Dương đứng đơ ngay tại chỗ. Hàng ngàn hàng vạn tia sáng chói lóa, cái nào cũng mang theo sát khí, cao thủ của phủ thiên sư đều đồng loạt ra tay, không chỉ như vậy, đến cả chín vị đệ tử hộ pháp cũng niệm lục giáp bí trúc cửu tự chân ngôn để gia tăng lực chiến của họ đây không còn là quyết chiến nữa mà là muốn truy cùng giết tận chạy đi tôi nhìn về hướng của thủy họa bị che khuất bởi những vệt sáng chỉ hét lên được hai chữ chạy đi sau khi gào thét tôi đứng không vững nữa mà quỳ sập xuống đất nước mắt tuôn trào bên trong những vệt sáng nước sông hoàng hà đục ngầu cuồn cuộn ngất trời tôi không nhìn thấy bóng dáng của thủy họa nữa cũng chẳng nghe được tiếng kêu thảm thiết của cô ấy không biết cô ấy đã chịu những tổn thương gì đang gánh chịu sự đau đớn đến nhường nào trong lòng tôi bây giờ chỉ có một ý nghĩ thùy họa tuyệt đối không được chết bởi vì nếu cô ấy chết tôi sẽ không còn quay đầu được nữa từ khi tôi mang tiếng gánh vác mệnh cách thất sát cùng với mạng của tạ lưu vân tôi luôn cảm thấy bản thân mình có gì đó nghi hoặc lắm tôi không nguyện ý trở thành bất kỳ ai cả bất luận những người đó có kinh diễm vĩ đại cỡ nào tạ lan tôi là một phế vật tầm thường ra sao tôi cũng chỉ muốn là chính bản thân tôi mà thôi cho dù cả đời tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé cũng chả sao cả. Nhân vật lớn có thế mạnh đi theo họ cả đời, nhân vật nhỏ bé cũng có những bi hoan ly hợp, hỉ nộ ái ố của riêng họ vậy. Nhưng nếu thủy họa chết trong trận chiến này, trong lòng tôi biết rất rõ, mãi mãi sẽ không quay đầu được nữa. Bởi vì khi đó sẽ không còn tạ Lan trên thế gian này nữa, chỉ còn lại Ma đạo tổ sư mà thôi. Trong đạo tàng ghi chép, Ma đạo tổ sư cả đời chưa cưới, hộ pháp thiên tôn phá quân trung thân chưa gả mà hai người này đã cùng nhau trải qua bao nhiêu tuổi đời ở cạnh, nếu như nói không có dây dưa về tình cảm thì ai mà tin được. Phá quân đã vì ma đạo tổ sư đơn thân độc mã xông thẳng vào âm ti, vậy thì cho dù ma đạo tổ sư chỉ còn lưu lại một chút dấu vết của tàn hồn, nhất định sẽ kéo theo oán khí sông thiên để trùng sinh, giết hết tất cả những người đáng phải chết trong thế gian. Ngay bây giờ, sát ý đã bắt đầu sộc lên từ đáy lòng, dòng máu đang lưu chuyển khắp người nóng ran cả lên, trong giây phút này, mạng của tạ Lưu Vân đã không còn áp chế được mệnh cách thất sát trùng sinh trong tàn hồn của ma đạo tổ sư nữa. Đây tuyệt đối không phải là kết quả mà tôi mong muốn, cái tôi muốn không phải là những năm tháng yêu nhau đoàn tụ bất tận của ma đạo tổ sư cùng vị phá quân kia, tôi chỉ muốn yên ổn làm một đôi vợ chồng bình thường giữa tôi và Lâm Thùy Họa, một cô gái vô tội bị dìm chết 400 năm về trước. Đáng tiếc, sự phẫn nộ của tôi dần dần lấn át đi lý trí. Sát ý cứ tiếp tục tích tụ, một nguồn năng lượng không biết từ đâu cứ dâng trào trong cơ thể tạ lan. Đừng, tựa hồ như phát giác được sát ý của tôi, Khương Tuyết Dương nằm trong lòng tôi lúc này liền mở mắt ngăn cản. Thùy hỏa không thể chết, tôi lạnh lùng trả lời, cho dù đang đối mặt với sư phụ mà tôi kính trọng nhất, ngữ khí của tôi vẫn lạnh tanh đến đáng sợ. Tạ lan, xem như sư phụ ta xin cậu, đừng để mệnh cách thất sát phải thức tỉnh, có được không? Khương Tuyết Dương nói tiếp với giọng nói yếu ớt từ sớm cô đã biết tôi gánh vác mệnh cách thất sát của ma đạo tổ sư. Giọng nói tôi càng lúc càng lạnh hơn, cậu mặc kệ tôi làm sao biết được, nói tóm lại, mệnh bàn của sát phá lang có vấn đề, bây giờ tuyệt đối không phải là lúc thất sát nhập thế, cậu sẽ chết thật đấy. Không lẽ tôi phải trơ mắt nhìn vợ tôi bị bọn chúng truy cùng giết tận vậy sao? Thùy họa sẽ không chết, chỉ cần cậu còn sống nhất định cô ấy sẽ không sao. Nếu cậu chết rồi, cô ấy mới chết một cách triệt để. Cậu có nghe rõ không? đây là ý gì tôi hỏi lại phong thần vì tôi mà dám phạm cấm kỵ hạ giới cao thủ thiên tôn của ma đạo tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn đệ nhất hộ pháp thiên tôn bị hủy diệt như thế tin tôi đi nhất định sẽ có thiên tôn ra tay đệ tử ma đạo trọng tình trọng nghĩa cho dù có liều cả mạng sống cũng sẽ bảo vệ cho sinh mệnh của vợ cậu lời của khương tuyết dương vừa nói ra không bao lâu tôi nhìn thấy vô số âm nhân thiên hạ đột nhiên xông ra bắt đầu hành động lần này âm nhân thiên hạ đã đến hàng vạn người có hơn một nửa đang lao về phía của phủ thiên sư quyết chiến. Ba nghìn đạo binh của phủ thiên sư không nhúng tay vào cuộc công kích hủy họa, nhìn thấy âm nhân thiên hạ đang hiện thân có vô số đệ tử ma đạo, lập tức liền bùng nổ cuộc chiến của hai đạo. Theo những tiếng hét của các vị đệ tử hộ pháp, trong lúc này có rất nhiều người trong đạo môn toàn bộ đều xuất chiến. Toàn chân, võ Đăng, mao sơn, lao sơn, còn có những đạo thống tầm trung đến nhỏ, tất cả mọi người đều bắt đầu triển khai công cuộc chư sát đệ tử ma đạo. 3.000 năm lịch sử đàn áp, thực lực của ma đạo không thể hơn được đạo môn, nhưng ai nấy đều liều mạng không sợ cái chết. Như lời Khương Tuyết Dương vừa nói, đệ tử ma đạo rất trọng tình nghĩa, giờ phút này phá quân gặp nạn, dù cho bọn họ có bỏ đi mạng sống của mình, cũng phải ngăn cản việc chư sát của đạo môn đối với phá quân. Tiếng giết chóc rúng động cả màn trời, máu chảy thành dòng. Nhất thời không biết đã chết đi bao nhiêu mạng người, nhưng đa phần đều là đệ tử của ma đạo. chương 120, Lạc Tinh Như Vũ 2 họ có thể vì thùy họa mà từ bỏ tính mạng của mình, nhưng tạ lan tôi lại chỉ có thể đứng đó khoanh tay đứng nhìn, thật quá nực cười mà. Tôi đặt Khương Tuyết Dương xuống đất, đang định xông thẳng ra chiến trường chạy đến chỗ của thùy họa, chính vào lúc này, màn trời đen tối đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, chấn động cả một vùng. Vô số thần niệm uy nghiêm vô tận từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người bị thần niệm cưỡng chế hàng phục, toàn bộ động tác đều ngừng lại hết. Thuật pháp, phù lục, binh đao, thần thông trong lúc này đều ngưng bật, giống như thời gian cũng theo đó mà ngưng lưu truyền Tất cả ánh hào quang đã tiêu tán hết nơi thủy vực đàm cửu long, mặt nước đã trở về trạng thái bình lặng lúc ban đầu, toàn thân của thủy họa bê bết máu, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ kiên cường đứng yên tại đó. Bộ giáp trên người cô ấy đã vỡ vụn không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa, da thịt một bên vai đã mất, máu thịt nhầy nhụa, vùng ngực phía trên đã cháy đen hết một mảng, bao nhiêu vết thương sâu đến nỗi lộ hết cả xương, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong cơ thể rõ ràng sinh cơ đang bên bờ vực chấm dứt nhưng ý chí chiến đấu vẫn không suy giảm chút nào cô ấy đứng đó ngước nhìn lên không chung như bao người mà trên bầu trời tôi nhìn thấy một ngôi sao băng đang giáng xuống với tốc độ rất nhanh sao băng lướt qua trên bầu trời như đang thiêu đốt chính bản thể của nó mà ngọn lửa của ngôi sao băng này vô cùng mãnh liệt tận mắt chứng kiến ngôi sao băng đó càng lúc càng gần với mặt đất khi một hoa một cỏ được ánh sáng của sao băng chiếu rọi vì sao đó đột nhiên ngừng lại Giống như bàn tay lớn vô hình đang cố gắng giữ lấy một thứ gì đó vậy, sao băng đang liều mình vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích của bàn tay to lớn vô hình. Ngọn lửa bắt đầu tắt dần và ánh sáng cũng từ từ mờ nhạt đi. Đến khi hoàn toàn vụt tắt, bàn tay vô hình vẫn chưa muốn buông tha cho nó, vẫn cứ tiếp tục giữ chặt lấy cho đến khi ngôi sao băng đó bị bóp nát triệt để. Giống như pháo hoa rực rỡ, trên không trung các vì sao rơi xuống như một cơn mưa, tiếng khóc ai oán nát lòng cả một vùng trời không chỉ tất cả đệ tử ma đạo đều rơi lệ đau khổ, ngay đến cả Thùy Hỏa cũng bắt đầu rơi hai hàng lệ máu. Tất cả đệ tử ma đạo đều biết, kể cả tôi cũng vậy vì sao bị bóp nát trong bầu trời không phải là ngôi sao băng tầm thường, đó chính là một vị thiên tôn của ma đạo. Tôi quay đầu nhìn về hướng của Khương Tuyết Dương, bởi vì lúc nãy cô ấy đã dự tính được chuyện này, cô nói cho dù là ma đạo hy sinh một vị thiên tôn cũng sẽ ra tay cứu lấy phá quân. Và lời nói của cô ấy đã thành hiện thực, khi tôi nhìn về hướng của Tuyết Dương, tôi mới phát hiện ra khuôn mặt của cô ấy dù bị ướt mưa nhưng vẫn rất xinh đẹp, ngôi sao vụt tắt, rơi xuống đất liền hóa thành cho bụi. Thùy Họa thu đao về, đưa mắt nhìn tôi một cách sâu sắc, cơ thể bắt đầu gục xuống. Cô ấy từng nói, chỉ có phá quân tử trận, chứ chưa hề có phá quân không chiến mà lui, nhưng rồi giây phút này cô ấy đã làm trái với lời nói của mình. Dù cho bản thân cô ấy không nguyện ý bỏ cuộc, nhưng hiện giờ cô ấy không thể không rời đi. Ma đạo không tiếc hy sinh một vị thiên tôn để làm cái giá, vì cô ấy mà giữ lại một sợi sinh cơ, nếu như cô ấy không đi, làm sao đối mặt với sự hy sinh của thiên tôn đây? Tu đạo có sáu cảnh giới, thông linh, chân khí, huyền quan, nguyên thần, hợp đạo và thiên tôn. Đại đạo khó thành, từ thời đại hỗn loạn cho đến nay, lại có bao nhiêu người đạt cảnh giới hợp đạo? Sau khi hợp đạo, lại có bao nhiêu người có thể trở thành thiên tôn? Không chỉ yêu cầu thiên phú tuyệt đỉnh, còn có đạo tâm bách chết bất náo, đồng thời phải sở hữu được cơ duyên lớn mới có thể tu thành thiên tôn mỗi một vị thiên tôn đều có thể xưng danh chính thần một phương giải thích bách chiết bất náo nghĩa là ý chí kiên cường trăm lần bẻ cũng không cong lay không chuyển rung chẳng rời nhấn xuống nước không chìm ném vô lửa cũng không cháy hết giải thích sự hy sinh của thiên tôn chính là mất hẳn đi một vị thần ma đạo và nhân đạo chỉ không hợp về giáo nghĩa đều thuộc về đạo môn cả lúc này đều bị cái chết của thiên tôn làm rung động cho nên khi thừa biết rõ vì họa muốn trốn cũng không còn ai muốn ra tay với cô ấy nữa chín vị đệ tử hộ pháp của nhân đạo cũng trầm mặc không nói nên lời. Ngay lúc Thùy hỏa sắp biến mất, hứa tấn của phủ thiên sư đột nhiên lao ra như một con chó điên vậy, ông giờ thanh kiếm pháp sư trong tay bắt đầu triệu hồi lôi pháp công kích. Hứa tấn đã vì lứ thuần mà vạch sẵn kế hoạch hết nửa đời người, không biết đã dồn bao nhiêu tài nguyên mới có thể khiến hắn kết tụ ra nguyên thần. Ấy vậy chỉ vì một đao của Thùy Hỏa đã làm đứt đoạn nguyên thần của hắn, đương nhiên ông ta không thể nào nuốt trôi được cục tức này rồi. Thùy Hỏa vốn đã bị thương nặng, chỉ dựa vào ý chí chiến đấu cuối cùng để chống chọi, bây giờ cô ấy còn đang đau lòng vì cái chết của Thiên Tôn Ma Đạo, nhất định sẽ không đỡ được lôi pháp của ông ấy đâu. Chưa kịp đợi Hứa Tấn thi pháp xong, một tiếng hét lớn của trưởng giáo núi Long Hổ đã làm ông gián đoạn. Lúc này, Thủy Hỏa đã chìm sâu xuống dòng nước, cô ấy là Hoàng Hà Nương Nương, chỉ cần hòa vào dòng nước thì nơi nào cũng là sinh cơ. Chỉ là khắp người cô ấy đầy ắp những vết thương, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể hồi phục như ban đầu. Mà tôi không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm mới có thể gặp lại cô ấy. Chương 121, Trưởng giáo chi quan 1. Hứa Tấn mặt mày giữ tợn từng bước từng bước tiến về phía trưởng giáo núi Long Hồ, phía sau ông ấy còn có vài lão đạo sĩ của phủ Thiên sư đi theo. Vốn chỉ cần ông thi triển xong lôi pháp, nhất định có thể giết được thủy hỏa trước khi cô ấy chìm xuống nước, nhưng trưởng giáo núi Long Hồ dùng thần niệm công kích với tiếng hét vừa nãy đã làm hỏng kế hoạch của ông mất rồi. Trưởng giáo núi Long Hồ đã bị giá khống quyền lực từ rất lâu về trước thậm chí vô số đại hội trong đạo môn cũng không có phần góp mặt. Mà vị trưởng giáo này dường như đã quen với những tình huống như thế, vẫn điềm nhiên tự tại không quan tâm đến sự vụ lớn nhỏ trong chính nhất uy mãnh. Chỉ là không biết vì sao, ông nhất quyết không chịu từ bỏ trọng trách trưởng giáo, phù thiên sư cũng không có cách nào ép ông xuống đài, chỉ có thể toàn lực giá không ông, để ông trở thành một con rối. Tôi đưa Khương Tuyết Dương trở về doanh trận của toàn chân giáo, sau đó cùng với những người khác chuẩn bị xem kịch hay của Phủ Thiên Sư, Trưởng giáo, ý của ông là sao? Hoàng Hà nương nương là phá quân đời thứ 9 chuyển thế của ma đạo, nếu như cô ta chết, vậy thì sẽ không bao giờ có ngày sát phá lang kẻ tựu, ma đạo cũng từ đó mà diệt phong. Ngữ khí của hứa tấn không một chút khách khí, ma đạo hy sinh một vị thiên tôn để bảo toàn cho phá quân, cùng là đạo môn, ta không muốn cái chết của thiên tôn không có ý nghĩa. Trưởng giáo núi Long Hổ ảm đạm nói, ha ha, thật nực cười, ông kính trọng thiên tôn của ma đạo, vậy thì trong cuộc chiến phong thần. Nhân đạo ta đã hy sinh nơi chiến trường bao nhiêu vị thiên tôn chứ hả?" Hứa Tấn cười khẩy nói, "Cuộc chiến Phong Thần, Nhân Đạo Tiên Đạo liên thủ tranh phong với Ma Đạo, thời đại đó không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của cảnh nguyên thần hợp đạo, cả tam đạo đều có thiên tôn phải hy sinh. Cảnh giới thiên tôn vốn đã khó thành, mỗi vị thiên tôn đều là nhân vật chủ chốt quan trọng, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến vận khí của một đạo thống. Trong trận chiến Phong Thần, 9 vị thiên tôn của Tiên Đạo đã hy sinh." nhân đạo trước sau tổng cộng có 13 vị thiên tôn tử trận, trong đó bao gồm cả ba người con trai của nhân đạo tổ sư đạo đức thiên tôn nữa. Bất chấp hai nhà tiên nhân đạo công kích, vậy mà ma đạo chỉ vỏn vẹn mất đi hai vị thiên tôn. Về phương diện này chính là do ma đạo có phá quân xung phong lâm trận, có tham lang bầy mưu tính kế, bản thân đã bất khả chiến bại và không dễ lay chuyển. Và một phương diện khác nữa, chính là tuy rằng ma đạo giáo chúng rất nhiều, nhưng dù sao cũng chỉ là nhân tài mới nổi, số lượng thiên tôn đương nhiên chẳng có nhiều là mấy, ngoại trừ sát phá lang ra thì cũng chỉ có 5 vị thiên tôn mà thôi. Mà cái chết của hai vị ma đạo thiên tôn này cũng là dùng vô số sinh mạng của tiên nhân hai đạo đổi lấy đó. Hứa tấn vừa dứt lời, người của phủ thiên sư lập tức bàn luận sôi nổi. Bởi vì đó là sự thật mà, sự hy sinh của thiên tôn, trong lòng ai mà không chấn động cơ chứ, chuyện này đáng để được tôn trọng, nhưng cũng phải phân định rõ là thiên tôn của nhà nào, đâu thể gom chung mà nói được. Năm xưa 13 vị thiên tôn hy sinh, đa phần đều chết dưới đao lưỡng đoạn của phá quân đấy, chỉ dựa vào điểm này, Hứa Tấn muốn ra tay ngăn cản phá quân thì đâu có gì là không đúng đâu, mà trưởng giáo núi Long Hổ cũng không nên làm gián đoạn thuật pháp của ông như thế. Trương đạo hữu quả thật là có hơi quá rồi, một vị hộ pháp thiên tôn nhân đạo lên tiếng, ngữ khí của ông ta bình đạm nhưng lại sặc mùi trách móc. Người cũng đã đi rồi, chứ vị tính như thế nào? Trưởng giáo núi Long Hổ cũng từ tốn đáp, "Trương Chi Viễn, ông không còn xứng với trọng trách trưởng giáo núi Long Hổ nữa." Một vị lão đạo sĩ trong phủ thiên sư lớn giọng nói. Ồ, thế đây là ý kiến cá nhân của ngươi hay là ý kiến của cả phủ thiên sư? Trưởng giáo núi Long Hồ cao mày hỏi lại, là ý của phủ thiên sư, đồng thời là ý kiến chung của đệ tử hộ pháp nhân đạo. Vị đạo sĩ ép khương tuyết dương suốt trận khi nãy lên tiếng. Sự yên ắng bao phủ cả một vùng trời, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, không ai ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế. Thật ra ngẫm nghĩ cũng đủ hiểu, Phủ Thiên Sư đã mưu đồ vị trí trưởng giáo này không biết bao lâu rồi, Trương lão đạo sĩ từ sớm đã trở thành cái gai trong mắt của họ, bây giờ chỉ là thời cơ tốt để biện lý do bức cung mà thôi. Giữa đám đông một ngạt, vẻ mặt của thành hoàng gia phô ra ý cười rất lộ liễu. Phá quân bỏ trận, đây chính là cơ hội tốt để ra tay tranh giành cơ duyên bên trong đàm cửu long với Phủ Thiên Sư. Vị trưởng giáo núi Long Hổ này bình thường không mấy gì thể hiện bản thân của ông, nhưng nếu như ông xác định quyết liệt với Phủ Thiên Sư ngay lúc này, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược của phủ thiên sư. Dù sao thì trưởng giáo cũng đã tại thế hơn 100 năm, biết bao nhiêu tinh anh cao thủ của phủ thiên sư đều đích thân ông chỉ dạy thành danh. Nếu như bản thân trưởng giáo không nguyện ý hạ đài, với mức độ từng trải của ông so với toàn thể người có mặt tại đây, bao gồm cả chín vị đệ tử hộ pháp thì không ai có thể ép buộc ông được cả. Mọi người đều đang trông chờ vào phản ứng của ông, không biết ông sẽ xử lý như thế nào. Chương 122, trưởng giáo chi quan 2 nhưng trưởng giáo lúc này lại lộ ra một nụ cười mỉm chi, bắt đầu chỉnh chu lại y bào. Ông đưa thanh kiếm cái tam ngũ chảm tà cho một vị đệ tử đi theo bên cạnh, sau đó ông cúi đầu, đưa tay cởi mão quan của trưởng giáo xuống. Khi cởi xuống rồi, ông đem thanh kiếm cùng mão quan đưa đến trước mặt hứa tấn. Thân sắc của ông khi ấy điềm tĩnh vô cùng, không có một chút gì là không nỡ. Bất tại kỳ vị, bất ngưu kỳ chính, từ hôm nay trương chi viễn tôi không còn gánh vác trọng trước trưởng giáo chính nhất huy mãnh không biết lời nói này đã làm kinh động đến biết bao nhiêu người đến cả hứa tấn cũng không ngờ ông lại dễ dàng giải nhiệm như thế mất đi sự ràng buộc bởi mão quan của trưởng giáo đầu tóc bạc phơ phủ xuống hai vai khiến ông trông giả yếu hơn hẳn và rồi không biết có phải là ảo giác của tôi không tôi cảm nhận được một luồng nhuệ khí phát ra từ người ông giống như bức tranh của tạ lưu vân đang đứng ở vực núi nhìn ngắm thiên hạ tôi đang nghĩ tất cả những người có mặt tại đây đã xem thường ông lão đầu tóc bạc phơ này quá rồi e rằng phủ thiên sư cho đến giờ cũng không biết, bọn họ đã đánh mất đi con bài mạnh nhất của họ rồi, sau khi giảm nhiệm, ông đi về hướng của tôi, có một chuyện từ rất lâu về trước ta đã muốn làm, ban đầu là do không có đủ dũng khí, sau này lại là vì trách nhiệm. Máu quan của trưởng giáo vốn là ta để lại cho cậu, bây giờ bí ẩn đàm cửu long ngay trước mặt, ta cũng không cần phải tiếp tục gồng gánh trước vị trưởng giáo núi long hổ nữa. Trương Chi Viễn nhìn tôi và nói, tôi hiểu ý của ông là gì, bao nhiêu năm qua, tôi có thể bình an sống đến tận bây giờ, ngoại trừ bạch lão quỷ bầy mưu tính kế cho tôi, đằng sau còn có sự hỗ trợ của trưởng giáo dành cho tôi nữa. Từ phương diện này mà nói, máu quan của trưởng giáo đích thực là vì tôi mà giữ. Tôi không nói được gì, cũng không biết nên trả lời ông như thế nào. Cho dù là vì thùy hỏa thì tôi cũng không nguyện ý chấp nhận mệnh cách thất sát của ma đạo tổ sư, đương nhiên tôi cũng không vì ông mà nhận định thành cái mạng của tạ Lưu Vân rồi. Ông không cần phải vì tôi mà làm thế, tôi không phải là người đó tôi lên tiếng phải hay không phải thì cứ xuống đó là biết ngay thôi mà đi thôi hôm nay cậu đã đem theo kiếm phân thủy tôi sẽ dẫn cậu xuống nước để vén bước màn bí mật về thân thế của cậu nói xong trương tri viễn kéo tay tôi đi về hướng bờ sông phủ thiên sư vì đàm cửu long đã mưu hoạch mấy trăm năm người của họ còn chưa động thủ đương nhiên sẽ không chân mắt nhìn trương tri viễn đưa tôi đi trước một bước rồi làm sao các ngươi muốn động thủ với ta trương tri viễn nói Cơ duyên trong đàm cửu long thuộc về phủ thiên sư, trước khi phủ thiên sư chưa động thủ thì bất kỳ ai cũng không được động vào. Hứa tấn nói, cậu ta cũng không được, trương chi viễn chỉ vào tôi trả lời, đừng nói là hắn, cho dù là tạ lưu vân bản tôn cũng không được. Ô, ta cứ nghĩ phủ thiên sư vĩnh viễn sẽ không đề cập đến tên của sư đệ ta chứ. Nhưng nếu ngươi đã nhắc đến, vậy thì nhất định cũng hiểu rõ hơn 100 năm nay, việc ta muốn làm nhất đó là gì. Hôm nay bất luận là ai muốn ngăn cản tạ lan xuống đàm cửu long, đều phải hỏi qua ý của trương chi viễn ta. Ha ha, nếu không phải vì nể mặt ông là trưởng giáo, thì dựa vào quan hệ của hắn cùng bạch lão quỷ, tạ lan làm sao có thể sống được cho đến giờ. Cũng may hôm nay ông đã không còn là trưởng giáo, phủ thiên sư chúng tôi cũng không cần phải xem sắc mặt của ông nữa. Bây giờ tôi liền cho người trói tạ lan lại, tôi xem ông lấy gì để bảo vệ cho hắn. Nói xong hứa tấn ra hiệu lệnh, trong doanh trận của phủ thiên sư lập tức bước ra hai người. Không còn nghi vấn gì nữa, hai người này đều có tu vi huyền quan tiên phong hết đấy, mà Trương Chi Viễn trong truyền thuyết cũng thuộc cảnh giới huyền quan, bởi vì trước giờ chưa ai nghe nói ông đã kết tụ ra nguyên thần, càng không ai nghĩ đến ông đã hợp đạo thành công. Trưởng giáo, đắc tội rồi, một trong hai người đó lên tiếng nói lời cáo lỗi. Nói nhiều thế làm gì, Trương Chi Viễn đã không còn là trưởng giáo núi Long Hổ chúng ta nữa. Người còn lại thì không có một chút tôn trọng tiếp lời khi hắn vừa dứt lời liền bắt đầu rút kiếm ra để triệu hồi lôi pháp. Hứa tấn bảo hắn đến bắt chói tôi, nhưng lôi pháp mà hắn thi triển căn bản là muốn giết luôn tôi thì có. Trên trời bắt đầu nổi gió, sấm sét cũng lần lượt xuất hiện. Lôi phong cuộn trào cả bầu trời, tâm nghi của trương chi viễn cao lại thành hai hàng thấy gió, từ xa xa tôi nghe được một tiếng thở dài của ông. Tiếp theo ông liền biến mất tại chỗ, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của người đó, đưa một ngón tay chỉ lên trán của hắn. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng, bởi vì hắn vội vàng muốn động thủ ép Trương Chi Viễn rời đi thật nhanh cho rồi chuyện, nhưng nào ngờ Trương Chi Viễn lại nhanh như thế đã điểm ngón tay lên trán của hắn. Một tiếng vang kịch liệt phát ra từ cơ thể của người đó, nhưng dường như hắn không bị thương ở chỗ nào thì phải, trầm mặc, là sự trầm mặc của chết chóc. Bởi vì tiếng vang kịch liệt đó chính là âm thanh vỡ vụn của Huyền Quan. Không ai ngờ đến vị trưởng giáo vừa giải nhiệm này lại quả quyết như thế, chỉ một ngón tay đã phá vỡ đi Huyền Quan của đối phương. Một vị đệ tử hộ pháp liền gần giọng nói, thân là đệ tử nhân đạo, vậy mà ông dám sắc sược hạ độc thủ với đồng môn như vậy, Trương Chi Viễn, ông cùng với sư đệ ông đều như nhau, đều đã xa ngã vào ma đạo rồi. Ha ha, thật nực cười, ma là gì? Đạo là sao? Năm xưa ma đạo tổ sư khai tông lập tổ, chỉ vì không hợp lý niệm với các ngươi liền bị xưng là ma đạo, còn sư đệ ta cũng chỉ vì lý niệm không hợp đã bị các ngươi chèn ép đủ điều, bây giờ các ngươi lại lấy ma đạo ra làm cái cớ để bôi vết nhơ lên đầu ta sao? Được rồi, tùy các người thôi, ta không muốn tranh cãi nữa, hôm nay, kẻ nào cản ta sẽ chết. Chương 123, Côn Lôn Lai Nhân 1 Bốn chữ cản ta sẽ chết của Trương Chi Viễn vừa thốt ra, khắp người ông từ trong ra ngoài đều lan tỏa ý niệm chết chóc vô tận đến đáng sợ. Những người có mặt đâu phải là đồ mốc đâu, rất nhanh đã có người nhận ra được sự lợi hại của bốn từ đó từ Trương Chi Viễn. Đột phá sinh tử huyền quan, đây là hợp đạo, có người dành trước để lên tiếng. Và rồi, sự yên lặng bao trùm lấy tất cả. Sau khi hợp đạo, nhìn thấu được sinh tử, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý tạo ra một vùng chết chóc. Bây giờ mức độ nguy hiểm của Trương Chi Viễn đã vượt xa Hoàng Hà Nương Nương, mà muốn giết được ông, e là toàn bộ người trong đạo môn hợp sức ra tay cũng phải trả một cái giá cực đắt. Thùy Hỏa tuy mạnh, nhưng cũng chỉ thuộc cảnh giới Nguyên Thần, sức mạnh đều nhờ vào lực nước ở sông Hoàng Hà. Vậy còn Trương Chi Viễn thì sao, phải đối phó như thế nào? Trong phút chốc, những người của phủ thiên sư xung quanh ông đều tản ra, chỉ bao vây chứ không công kích. Vẻ mặt của hứa tấn âm trầm đến nỗi có thể vắt ra nước luôn rồi, mà chín vị đệ tử hộ pháp tuy không biểu lộ gì nhiều nhưng khuôn mặt họ cũng chấn kinh lắm. Chính vào lúc này, tôi cảm nhận được một luồng gió lạnh bốt đang trỗi dậy, còn nghe được rất nhiều tiếng vó ngựa quen thuộc. Giữa màn đêm mịt tối, từ xa xăm có vô số ánh đèn màu xanh đang tiến về nơi này. Âm ti cứ chậm trễ đến tận bây giờ mới có mặt, nhưng cũng đến thật đúng lúc. Sau khi mạnh bà trấn áp được thành chết oan, người của âm cũng đã chỉnh đốn binh mã để đến kịp đàm cửu long. Cuối cùng thì âm ti đã xuất hiện rồi. Lúc này phá quân của ma đạo đã bỏ trận, phủ thiên sư cùng trưởng giáo đang quyết liệt. Âm nhân thiên hạ cũng vừa huyết chiến một trận với phủ thiên sư, khiến họ hao tổn không ít chiến lực, mà bây giờ âm ti kéo binh đến lại trở thành ngư ông đắc lợi còn gì. Thập đại âm soái đã đến hết 7 người, 36 vị quỷ tướng lần lượt có mặt đầy đủ, ngay cả tuần dương phán quan cũng đã đến, mà quan trọng nhất chính là phạt ác ti trung quỷ bản tôn cũng đã xuất hiện tại nơi này. Trung quỷ chính là nguyên thần duy nhất có chiến lực cực khủng. Khác xa với tên lữ thuần vô dụng đó, một thân đạo hành của hắn toàn bộ đều là do chiến đấu với ác quỷ địa ngục mà có được đấy. Thời đại mặt Pháp, đạo môn cùng với âm ti thể không đội trời chung, nhưng dường như phủ thiên sư xem ra chẳng có hề hấn gì thì phải. Thành hoàng gia chào hỏi trung quỷ xong rồi nói với hắn vài câu, ngay lập tức trung quỷ liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền dẫn theo tuần dương phán quan đi thẳng vào doanh trận của phủ thiên sư. Cũng không biết họ đã nói những gì, nhưng hình như họ đã đạt được hiệp ước mà họ mong muốn. Cả hai cho dù là bên nào đi chăng nữa, nếu quyết chiến với Trương Chi Viễn thì chắc chắn phải trả một cái giá rất đắt, chỉ còn một cách duy nhất chính là liên thủ mà thôi. Nhìn thấy âm ti cùng phủ thiên sư đã đạt thành hiệp nghị, tôi liền biết nếu Trương Chi Viễn muốn dẫn theo tôi xuống đàm cửu long, e rằng không thể tránh khỏi một trận huyết chiến sắp xảy ra. Tại sao phủ thiên sư thà liên thủ với âm ti, cũng không muốn thả cho tôi xuống đàm cửu long chứ? Bộ sợ tôi độc chiếm hết cơ duyên trong đàm cửu long sao? Tôi lên tiếng hỏi, so với cơ duyên trong đàm cửu long, thứ mà phủ thiên sư cấm kỵ hơn chính là mạng của sư đệ ta. Long hổ hành tẩu đã thất truyền, câu nói này đâu phải chỉ nói xuông đâu, không có lửa thì làm sao có khói. Năm xưa sư đệ ta hoành không xuất thế đã đẻ đầu cả phủ thiên sư không ngóc lên được đến tận bây giờ kia mà. Trương Chi Viễn trả lời, được thôi, có một chuyện tôi vẫn luôn lấy làm lạ, tại sao ông lại tin chắc rằng mạng của tôi chính là trộm từ tạ Lưu Vân vậy? Ông thật không sợ cái mạng này là tàn hồn còn sót lại của ma đạo tổ sư sao? Tôi hỏi tiếp, bởi vì tôi tin vào sư đệ của tôi, có y ra tay, ma đạo tổ sư tuyệt đối không thể nào tái thế nhân gian được. Nhưng mà mệnh cách thất sát vẫn chưa trở về thiên giới, sư đệ của ông có mạnh đến mấy, thì làm gì có thể tiêu hủy được mệnh cách đó đâu chứ? Tôi lại thắc mắc, chuyện cũng đã đến bước này rồi, tôi cũng không cần phải giấu giếm ngại ngùng gì nữa. Trương Chi Viễn vì tôi mà từ bỏ vị trí trưởng giáo, thậm chí không tiếc trở mặt với Phủ Thiên Sư, bây giờ mà tôi vẫn tiếp tục giấu ông ấy, thì trong lòng tôi bức xứt khó chịu lắm. Thất sát là thất sát, mà đạo tổ sư là ma đạo tổ sư, đâu có liên quan gì với nhau, dù cho người thật sự gánh vác mệnh cách thất sát đi chăng nữa, cũng không thể nào trở thành người đó được. Thời đại của hắn đã hạ màn, phá quân tham lang hai vị hộ pháp thiên tôn cũng đã trùng sinh chuyển thế, mà đạo tổ sư tuyệt đối không thể tái xuất nhân gian được nữa. Tại sao vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, thiên đạo tuyệt đối không cho ai cơ hội khiêu khích quyền uy của người đến hai lần. Cho nên, nếu người thật sự là ma đạo tổ sư, đừng nói bạch lão quỷ và ta, ngay cả ma đạo thiên tôn đích thân nhập thế cũng không bảo toàn được tính mạng của người đâu. Trương Chi Viễn nói tôi lý do bây giờ tôi vẫn còn chịu ảnh hưởng từ tàn hồn của ma đạo tổ sư, chỉ là bởi vì thân thế của tôi chưa được giải đáp triệt để, suy ra đôi lúc mới không tự chủ được, Đợi đến khi tôi làm rõ được thân thế thì tàn niệm của Ma đạo tổ sư cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Lời nói của ông đã giúp tôi giải được một phần khúc mắc trong lòng. Từ khi biết Bạch lão quỷ vì tôi mà trộm mạng, tôi vẫn luôn lo lắng mình sẽ trở thành một người xa lạ trong chính bản thân mình. Chương 124, Côn Lôn Lai Nhân 2. Bây giờ nhận ra tôi sẽ mãi không thể nào trở thành người đó, trong lòng tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Còn nửa kia thì chính là của Tạ Lưu Vân, tôi không nguyện ý làm ma đạo tổ sư. Vậy thì tôi cũng chẳng muốn trở thành Tạ Lưu Vân thứ hai đâu. Nếu như tôi không muốn trở thành Tạ Lưu Vân thì sao? Tôi nghĩ đến đây liền mở miệng hỏi. Ha ha, có phải cậu cảm thấy tôi bảo toàn cho cậu đi tìm thân thế, chính là vì muốn sư đệ tôi mượn thân thể của cậu để trùng sinh sao? Trương Chi Viễn nhìn tôi cười nói. Không lẽ không phải sao? Tôi bất ngờ hỏi lại. Đợi đến khi cậu xuống dưới rồi sẽ biết thôi, thế gian này sẽ không còn ma đạo tổ sư, cũng sẽ không có Tạ Lưu Vân thứ hai đâu. Câu nói này của Trương Chi Viễn khiến tôi cảm thấy rất mơ hồ luôn đó. Tôi luôn nghĩ ông ấy vì muốn tạ Lưu Vân mượn cơ thể của tôi để trùng sinh, nên mới giúp tôi đến mức này, thậm chí còn không tiếc vì tôi mà trở mặt với Phủ Thiên Sư, bây giờ ông nói thế, tôi mới biết căn bản không phải chuyện đơn giản như vậy. Tôi không hiểu, nhưng cũng không cần nghĩ nhiều nữa, giống như ông vừa nói, đợi đến khi tôi xuống dưới thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Chỉ là tôi thấy Phủ Thiên Sư và Âm Ty đang nhìn tôi với bộ dạng cọp đang rình mồi vậy muốn bình an xuống nước chắc hơi khó à. Trung quỳ chiến lực vô song, là mãnh tướng của âm ti, bảy vị âm soái ai nấy đều thuộc tiên phong huyền quan, 36 vị quỷ tướng có thể kết thành trận địa sát hoàng tuyền, huống hồ âm ti lần này còn dẫn theo hàng vạn âm binh. Còn bên phía phủ thiên sư, chín vị đệ tử hộ pháp vẫn luôn chưa thi triển chiến lực, bây giờ cũng sẽ đích thân ra tay rồi. Nếu như họ ứng chiến, vậy thì những đạo thống còn lại nhất định sẽ phái tinh anh ra tham chiến cùng, chiến lực sẽ bạo phát gấp trăm lần so với lúc công kích thủy hỏa phủ thiên sư cùng âm ti liên thủ, vậy Trương Chi Viễn làm sao chống đỡ được? Ông có cản được bọn họ không? Tôi hỏi, chỉ mình tôi thì đương nhiên làm không lại rồi, nhưng mà cũng không phải chỉ mình tôi đứng ra bảo toàn cho cậu đâu. Vẫn còn người đến giúp chúng ta sao? Có, với lại người đó đã đến nơi rồi. Trương Chi Viễn vừa dứt lời, tôi thấy một chiếc thuyền ô bồng đang lướt sang đây. Một vị tiên cô đang đứng ở mạn thuyền với bộ xiêm y màu xanh ngọc, trên mặt có phủ một lớp vải mỏng màu trắng giải thích thuyền ô bồng là một loại công cụ giao thông đặc biệt của vùng sông nước thiệu hưng tỉnh chiết giang hết giải thích sau khi thuyền ô bồng đi qua thủy vực đàm cửu long rồi nó bắt đầu tiến về hướng bờ sông bên này cô ấy là ai tôi nhìn xung quanh phát hiện mọi người đang lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỉ duy nhất khuôn mặt của chín vị đạo sĩ nhân đạo sộc lên cảm xúc phức tạp khó tả đợi đến khi chiếc thuyền ô bồng đó cập bến chín người đều đồng loạt đi sang khom lưng hành lễ với vị đạo cô và đồng thanh lên tiếng phúc sinh vô lượng thiên tôn, gặp qua côn lôn tiên tử. Trước cuộc chiến phong thần, côn lôn chính là tổ đình của tiên đạo, tuy nói rằng sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc, tiên đạo là người thắng cuộc và đã rời tổ đình đến thiên giới, nhưng côn lôn vẫn như cô kế thừa lời chỉ dạy của tiên đạo, chỉ là về sau không còn nhúng tay vào chuyện của nhân gian, cũng không dễ dàng vì thế nhân mở lòng. Không ai ngờ đến hôm nay côn lôn sẽ có người đến, tôi cũng không nghĩ người mà Trương Chi Viễn nhắc đến lại chính là người trong côn lôn tiên đạo, vậy là đàm cửu long lần này xem ra tiên đạo nhân đạo ma đạo âm ti tam giới đều đã có mặt đầy đủ cũng không uổng công mang tiếng cửu tinh tề tựu tam giới biến động phúc sinh vô lượng thiên tôn gặp qua chư vị sư huynh nhân đạo năm xưa tạ lưu vân từng ghé qua đỉnh núi côn lôn cùng sư phụ ta dùng kiếm luận đạo sư phụ ta đã thua thế là nợ y một phần nhân quả hôm nay đặc biệt sai ta đến trả phần nhân quả này cho người chuyển thế của y đạo cô thẳng thắn cất lời không biết ai mới chính là người chuyển thế của tạ hành tẩu năm xưa sau khi đạo cô hiện thân thì phán quan trung quỳ cũng đi theo qua đó ha ha diêm vương cũng đã điểm máu ba lần âm ty các người có chắc không biết người đó là ai đạo cô cười lạnh đáp lời đối với nhân đạo thì cô còn hòa nhã khách sáo nhưng đối với âm ty lại không được khách khí như thế tiên đạo cùng âm ty tuy từng liên thủ để đối phó với ma đạo nhưng bản thân âm ty cùng với đạo môn chính là phe đối lập một bên theo đuổi đại đạo trường sinh một bên cai quản sinh tử luân hồi trung quỳ trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng thân thế của vị tạ lan này còn tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ ngoại trừ tạ hành tẩu năm xưa thì còn có khả năng là thân phận chuyển thế của ma đạo tổ sư bên dưới đàm cửu long có ẩn chứa thuật pháp thần thông mà ma đạo tổ sư để lại lỡ như hắn lấy được e rằng sẽ hậu hoạn khôn lường phán quan đại nhân không cần phải lo lắng nếu hắn thật sự là ma đạo tổ sư chuyển thế ta thân là đệ tử tiên đạo nhất định sẽ chính tay diệt trừ hắn Nói đến đây thì, bất luận phủ thiên sư hay là người của âm ti cũng không còn gì để phản bác nữa. Đệ tử tiên đạo còn sót lại trên núi Côn Lôn không nhiều, nhưng họ đều là những thiên tài không xuất thế hiếm có của đạo môn. Tuy vị đạo cô này không triển khai thần uy của mình, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy được thần niệm từ cô, cho dù cô ấy chưa hợp đạo, cùng lắm chỉ đạt tiên phong nguyên thần mà thôi. Trong thời đại mạt Pháp rất khó để kết tụ nguyên thần, nhưng trước giờ Côn Lôn không phải nơi khiếm khuyết cơ duyên. chương 125, vận mệnh trong bàn cờ một. Phủ thiên sư đã tính toán hơn trăm năm, nhưng lại tính sót một chương chi viễn, âm ti cũng đến vừa đúng lúc, thế mà không ngờ lại gặp phải côn lôn tiên tử. Hơn một trăm năm nay, không biết đã có bao nhiêu người vì đàm cửu long mà tính toán ngưu hoạch, và rồi tất cả giống như đã được chỉ định sẵn, mọi chuyện bắt nguồn từ vị đạo sĩ năm xưa, đến cuối cùng sẽ do tôi là người kết thúc. Tôi bước lên chiếc thuyền ô bồng của côn lôn tiên tử, rồi trèo ra giữa đàm cửu long. Tạ Lan, lần này ta xuống núi, sư phụ ta đã giao phó một việc. Côn lôn tiên tử cất lời, xin tiên tử cứ nói, nếu ngươi xuống dưới, có duyên gặp được ảo ảnh mà tạ Lưu Vân để lại, hãy nhớ hỏi giúp sư phụ ta một câu, rằng vì sao không thấy y ghé thăm núi Côn lôn lần nữa. Vâng, tôi gật đầu nhận lời, rồi tôi quay sang nhìn về phía Trương Chi Viễn, tôi biết nhất định ông ấy có điều muốn nói với tôi. Tạ Lan, ta không còn gì để dặn dò ngươi nữa, đợi đến khi xuống dưới thì mọi chuyện sẽ được tỏ rõ thôi. Trương Chi Viễn mỉm cười nhìn tôi nói, "Đến đây, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa." Đứng ở mạn thuyền, đôi tay tôi nắm chặt kiếm phân thủy, nhảy thẳng xuống dòng sông. Kiếm phân thủy gặp nước sẽ tự tách dòng nước ra, ngay lập tức xung quanh liền hình thành một vòng kết giới bao bọc lấy tôi, tôi như treo lơ lửng trong không gian từ từ đi xuống sâu hơn. Dưới nước là một màn tối đen như mực, cũng may thanh kiếm này nó còn biết phát sáng. Khi chìm xuống, tôi nhìn thấy dưới nước còn sót lại biết bao nhiêu thi thể hài cốt, gỗ mục lá nát không gặp được vật sống nào tại đây cả. Đàm cửu long tồn tại hơn trăm năm, cho dù chín cái xác rồng đã mang đi toàn bộ oán khí, nhưng những thứ ở lại đều là ý niệm chết chóc bất tận. Không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm, nơi này mới hồi phục được sinh cơ của lúc đầu. Tôi cứ không ngừng trụy lạc, chả biết là khi nào, cũng không nhớ đã chìm xuống bao lâu. Tôi nhìn thấy nửa dãy núi phục như năm xưa nằm đó, bèn thuận theo eo núi cứ thế mà lặn. Cuối cùng tôi phát hiện dưới chân núi có một cái động tối đen u ám như muốn nuốt chừng tất cả ánh sáng, đường kính của hố đen chưa đến một trượng, lối vào như một con ác thú đang há to miệng vậy. Tôi biết thông đạo này chính là lối vào, cỗ quan chấn hồn nhất định được giấu ở trong đó. Nhưng cho dù gan tôi có lớn đến đâu, đối mặt với bóng tối vô tận như này thì vẫn căng thẳng và khủng hoảng lắm chứ. Con người khi rơi vào tình cảnh không biết được bước kế tiếp xảy ra chuyện gì, sẽ sản sinh ra một loại cảm giác hoảng loạn khó tả, huống hồ chi còn không nhìn thấy được gì, Đến cả ánh sáng của kiếm phân thủy cũng không soi được xa hơn một tấc. Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại hướng đi của kiếm phân thủy, từng chút một đi vào cái động đó. Trước mắt tôi là một màn đen tối, không biết bản thân đang ở nơi nào. Tình cảnh này có chút quen thuộc, tôi nhớ lúc nhỏ tôi thường hay nằm mơ thấy nó, trong mơ tôi cứ không ngừng chìm xuống dưới, càng lúc càng sâu, giống như không bao giờ chạm đáy vậy, mỗi lần giật mình tỉnh giấc đều ướt đẫm mồ hôi. Màn đen tối vô tận khiến tinh thần tôi vô cùng hoảng hốt. Mà khi tôi bắt đầu cảm nhận được sự khủng hoảng, thì sẽ có cảm giác vô chủ đến cực độ. Trượt chân rơi vào một khoảng không chính là một trong 10 loại ác mộng thường gặp, mà giờ đây, tôi căn bản không phân biệt được đâu là giấc mơ, đâu là hiện thực nữa. Tôi chỉ biết nắm chặt thanh kiếm phân thủy trong tay, giống như một người đang đuối nước bắt được một cọng cỏ cứu mạng vậy. Chả biết đã trôi qua bao lâu rồi, đợi đến khi đôi mắt đã thích ứng triệt để, tôi cứ thế mà lại gần cái nơi đang tản ra ánh sáng. Ánh sáng đó phát ra từ một viên ngọc thật đẹp, trắng tựa như tuyết, to bằng nắm đấm vậy, được khảm nạm ngay chính giữa cỗ quan tài. Bạch lão quỷ từng nói với tôi trong nước có tứ bảo, một trong những món đó có viên nguyệt hoa châu của lão hào Tây Hải. Tuy tôi không biết nguyệt hoa châu có hình dáng như thế nào, nhưng tôi chắc chắn đây chính là nó chứ không sai vào đâu được, ánh sáng lưu động, đôi lúc thoát ẩn thoát hiện một làn xương lạnh buốt. Dưới ánh sáng của nguyệt hoa châu, tôi bắt đầu nghiêm túc nhận xét cỗ quan trấn hồn đến từ địa ngục trong truyền thuyết. Cố quan chấn hồn này to hơn những cố quan bình thường không chỉ gấp 5 lần, mà cả cố quan đều được chạm khắc rất nhiều hoa văn chi chít. Phía chính diện chạm khắc lên sắc màu của nhân sinh, từ sinh lão đến bệnh tử, bên trái chính là huyết hải phù đồ, địa ngục vô gian, bên phải là cả bầu trời ngũ sắc cùng với lăng tiêu bảo điện. Đầu quan khắc bích lạc, đuôi quan khắc hoàng tuyền, chỉ một cố quan mà có thể chạm khắc ra được cảnh tượng của tam giới, điều này mang ý nghĩa rất sâu sắc. Thường nói nhất tử vạn sự không, từ xưa đến nay lại có ai cam tâm chịu chết cơ chứ? Chính là vì người chết hồn không yên, mới cần quan chấn hồn. Tôi mượn kết giới của kiếm phân thủy bơi xung quanh cỗ quan chấn hồn, cho đến khi không ngẫm ra được huyền cơ gì, mới bắt đầu thử mở cỗ quan tài xem như nào. mươi 126, Vận mệnh trong bàn cờ 2 Điều làm tôi thất vọng chính là, cho dù tôi có cố gắng đến mấy, cũng không có cách gì mở được cái nắp quan. Cổ quan chấn hồn đã dung hợp thành một thể, không phát hiện ra kẽ hở nào tôi có thử dùng phân thủy kiếm để tách nó ra nhưng lại đao kiếm bất nhập ngay cả vết tích cũng không để lại khi xưa âm ti giết chết ma đạo tổ sư nhất định cũng sẽ nghĩ đến việc hậu nhân sẽ tìm cách mở cỗ quan chấn hồn này chắc vì thế nên đã dùng cấm thuật gì phong ấn cỗ quan lại nếu không thì ai cũng có thể dễ dàng thả tàn hồn của ma đạo tổ sư ra ngoài lỡ như sự thật là vậy thì tạ lưu vân dùng cách nào để mở nắp quan được nhỉ những người trong ma đạo lại dùng cách nào để lưu giữ lại thuật pháp thần thông của ma đạo tổ sư vào cố quan chứ sau này tôi mới biết, cỗ quan này được đúc tạo từ canh kim, trong ngũ hành sinh khắc, kim sẽ chìm dưới nước, chỉ cần cỗ quan ở trong nước thì có làm như nào cũng không thể mở nó ra được. Không chỉ thế, nếu muốn khai quật cỗ quan chấn hồn, cần phải là người thủ đoạn thông thiên có thể đột phá sinh tử huyền quan. Chứ đừng nói đến thời đại của tạ Lưu Vân, cho dù là cả thời đại mạt Pháp có thể kết tụ ra nguyên thần lại có mấy ai làm được. Cảnh giới hợp đạo, đột phá sinh tử huyền thì càng không thể có. Sợ là ngay cả Trương Chi Viễn lúc đó cũng không thể mở được cố quan này, nếu không thì ông cũng sẽ không nói ra câu, nếu ông có bản lĩnh của tạ Lưu Vân, thì người xuống đàm cửu long chắc chắn sẽ là ông rồi. Trước đó tôi từng nghĩ qua, không biết có khi nào sẽ không mở được cố quan chấn hồn này hay không, nhưng đến lúc đối mặt với tình cảnh hiện giờ thì trong lòng vẫn cảm thấy bất lực vô cùng. Cố quan không mở được, rồi làm sao mà vào trong chứ, rõ ràng thân thế đã ở trước mặt rồi mà vẫn không có cách nào để mở nó ra. Cảm giác này giống như, hỏi chàng liệu có bao nhiêu sầu, giống như thái giám đến thanh lâu. Tính thời gian thì tôi xuống nước cũng hơi bị lâu rồi đó, tuy không hao tốn thể lực, nhưng không gian kín mít dưới nước sẽ tạo nên áp lực rất lớn về mặt tinh thần. Nếu như là ở ngoài thì tôi còn có thể từ từ nghĩ cách, chứ ở cái nơi đen tối không đáy này tôi không muốn ở thêm một phút giây nào nữa. Tôi bất lực ngồi ngẫm nghĩ về cách mở cỗ quan, đột nhiên trong đầu liền lóe lên một tia sáng. Cỗ quan chấn hồn, quan chấn hồn, không lẽ chỉ có hồn phách mới có thể vào được, với người sống thì không có cơ duyên. Nghĩ đến đây tôi liền bắt đầu gập chân ngồi xếp bằng, cố gắng để linh hồn xuất khiếu. Linh hồn xuất khiếu không phải chỉ người tu hành mới làm được, người bình thường cũng có thể, chẳng qua người tu hành bởi vì tâm không còn tạp niệm, đạo tâm thông minh nên dễ dàng làm được hơn thôi. Con người trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hoặc trong lúc tâm trạng đang hoảng hốt, sẽ có cảm giác như bản thân đang bay lơ lửng vậy, thậm chí có thể nhìn thấy được sự tồn tại của bản thân, lúc này linh hồn của con người đã xuất khiếu rồi đó. Các cụ thường nói, nhất định không được vẽ lên mặt những ai đang ngủ, chính là sợ lỡ như linh hồn thoát ra thực thể sẽ không thể quay về với cơ thể vốn có của họ nữa. Lúc này tôi buông lỏng ý thức, để tinh thần tôi có thể rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cũng không biết là bao lâu, dần dần tôi cảm thấy bản thân mình như đang bay lơ lửng vậy. Linh hồn thoát ra cơ thể, nhẹ tựa lông hồng, tôi nhìn thấy kiếm phân thủy đang chiếu dọi cho bản thân mình, khuôn mặt tiều tụy, dâu lẩm lởm chởm đã bao lâu tôi không trao chuốt cho bản thân mình rồi. Tướng mạo tôi cũng được gọi là dễ nhìn đi, thể phách cũng không phải dạng cường tráng gì, nhưng sao nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt quá nhỉ. Bởi vì tôi biết, người đàn ông tầm thường đó chính là tạ lan tôi đây, phiên bản độc nhất vô nhị đấy. Cho dù ma đạo tổ sư hoặc tạ Lưu Vân có lợi hại đến đâu thì cũng chẳng phải là tôi. Khi linh hồn tôi bay đến phía chính diện của cỗ quan, thì chuyện kỳ gì cuối cùng cũng xảy ra. Tôi cảm nhận được một lực hút thần bí, đang kéo lấy linh hồn tôi, muốn đưa tôi vào trong cỗ quan chấn hồn, cảm giác này vừa phát sinh ra ngay lập tức ý thức của tôi trở nên hốt hoảng sau đó ngất đi luôn đến khi tôi tỉnh lại mới phát hiện bản thân đã đi vào một không gian huyền bí trong này không có nhật nguyệt tinh thần cũng không có sinh linh vạn vật chỉ toàn là xương cốt trắng xóa khắp nơi xung quanh chỉ toàn là những ý niệm chết chóc đến đáng sợ xung quanh đều không thấy góc cạnh chỉ ở phía chính diện của có một tòa tháp bạch cốt trên cao đài đang có hai người ngồi ở đó hai người một trắng một đen tựa như đang đối cờ sau lưng mỗi người đều cắm một cây cờ chiêu hồn, người áo đen thì là chữ MA, còn người áo trắng thì chính là chữ đạo, hai chữ to đùng nhìn bắt mắt lắm. Tôi xảy bước đi lên cao đài, sau khi tới nơi tôi nhận ra người đàn ông áo trắng đó chính là tạ Lưu Vân trong bức tranh tôi từng thấy, còn khuôn mặt của vị áo đen kia chỉ là một mảng mơ hồ, tôi có cố gắng cách mấy cũng không nhìn rõ được dung mạo của người đó. Họ quả thật là đang đối cờ, nhưng bàn cờ lại được khắc trên mặt một cỗ quan khác, sở hà hán giới, kính vị rõ ràng. Ngươi đến rồi, tạ Lưu Vân lãnh đạm mở miệng nói, nhưng đôi mắt lại không nhìn về phía tôi, chỉ chăm chú vào bàn cờ. Vâng, tôi đã tới, tôi chỉ biết nói thế, chứ chẳng còn biết nói gì hơn nữa. Đứng sang bên nhìn đi, đợi bọn ta cược xong ván này. Tạ Lưu Vân lại nói, hai người đang cược gì thế? Tôi hỏi, bọn ta đang cược cái mạng của ngươi là của ai? mươi 127, thân thế sáng tỏ một. Tôi cứ lẳng lặng đứng đó, nhìn hai người đối cờ xuống cờ chậm lắm giống như mỗi bước cờ đều phải trông cho hết kiếp mới xong được một con tôi đang cố gắng nghiền ngẫm đường đi nước bước của họ mà hai người này đối cờ không phải dựa theo quy tắc bình thường không có binh qua thiết mã một mất một còn cũng không nhờ tiên nhân chỉ đạo cố gắng xoay chuyển tình thế hai bên tướng soái đều là tứ diện sở ca nhưng lại không ai chiếu tướng cả so với một bước chiếu tướng thì dường như họ quan tâm đến sự được mất của một binh một tốt hơn ở trong không gian kín mít như thế làm gì có khái niệm về thời gian cơ chứ, tôi cũng không cảm nhận được dòng chảy của thời gian, giống như đã trôi qua 3 ngày, 5 ngày, lại giống như đã trôi qua mấy năm vậy. Ván cờ của họ cuối cùng cũng sắp đánh xong rồi, người áo đen chỉ còn lại, tướng quân, một tướng, một xa, mà bên tạ Lưu Vân vẫn còn đầy ắp những quân cờ, mã pháo đầy đủ. Chiếu tướng, tạ Lưu Vân lên tiếng, nếu như lúc này người áo đen muốn giải vây, nhất định phải hy sinh quân xa cuối cùng nhưng hình như người đó căn bản không nhìn thấy được quân xa vậy, trực tiếp bỏ cuộc. ông thở dài một tiếng rồi nói: ta thua rồi. ba nghìn năm trước chính là thế cờ này, ba nghìn năm sau vẫn không thay đổi. người có còn muốn tiếp tục không? Tạ Lưu Vân cất lời. cuối cùng ta vẫn không đấu lại ngươi. vận mệnh là bàn cờ, chúng sinh là con cờ. hai ta nếu đã là con cờ, thì làm sao có thể giải thoát được sự ràng buộc của bàn cờ cơ chứ? Tạ Lưu Vân thở dài rồi nói tiếp. sau khi bỏ cuộc, người áo đen vung tà áo đứng dậy vác lá cờ chiêu hồn lên lưng rồi quay người rời đi. Bóng của người thường, càng đi xa thì nó sẽ càng nhỏ dần. Nhưng chắc là tôi hoa mắt thôi, tôi cứ cảm thấy bóng của người đó càng đi xa lại càng to lớn. Tôi ngơ ngác nhìn người đó rời đi, bóng lưng đó sau cùng như trở nên đỉnh thiên lập địa, rồi trực tiếp xé toạc ra một vết nứt, phá tan hư không, bước ra từ không gian này. Tạ Lưu Vân cũng như tôi đứng ngây ngốc ở đó nhìn theo bóng lưng của ông ấy, ánh mắt thật điều hưu. Người đó là ai thế? Tôi hỏi. Ngươi biết mà, tôi đương nhiên biết người đó là ai rồi, có thể xuất hiện trong bên trong không gian của cố quan trấn hồn đối cờ cùng tạ Lưu Vân, ngoại trừ ma đạo tổ sư thì còn ai vào đây nữa? Không phải tàn hồn của ông ấy đã biến mất rồi sao? Tôi lại hỏi. Sự biến mất của tàn hồn chẳng qua là để hắn đứt đi cơ duyên chuyển thế trực tiếp thôi, chứ không tiêu hủy hắn triệt để được. Tu Vi đạt đến cảnh giới như ma đạo tổ sư, sớm đã không cần sử dụng ba hồn bảy phách để định sinh tử rồi. Tạ Lưu Vân đáp lời. Vậy ông ấy có thể bước ra khỏi cố quan chấn hồn, có phải rất nhanh sẽ trùng sinh trở về không? Sẽ không, nếu hắn còn ở trong cố quan chấn hồn thì còn có thể dùng thần niệm để hiện hình, đợi khi hắn đi ra ngoài sẽ cùng thiên địa đồng quy, đến lúc đó, không phải là đạo, cũng không phải là ma, đối với hắn mà nói mới là sự hủy diệt triệt để. Tạ Lưu Vân cảm khái tiếp lời, tuy rằng tôi bởi vì tâm tư riêng tác quái, không hy vọng ma đạo tổ sư trùng sinh, nhưng khi nghe Tạ Lưu Vân nói ông đã bị hủy diệt triệt để, trong lòng vẫn mang theo sự thương cảm tột cùng ban đầu tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng to lớn của ông có uy năng để phá vỡ hư không giống như đến cả đất trời cũng có thể khiêu chiến nhưng lại không nghĩ rằng một bước của ông bước ra lại chính là con đường hủy diệt bản thân mình vốn dĩ hắn vẫn còn có một sợi sinh cơ trong mệnh cách thất sát mà bạch lão quỷ trộm được cho nên mới có trận cá cược vừa nãy giữa ta và hắn nếu hắn thua thì chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi vậy ông cũng lợi hại lắm đến người đó cũng có thể thắng được tôi không bằng một phần ngàn của hắn đâu, mà người thắng cũng không phải là tôi. Thật sự thì thắng thua sớm đã được định sẵn, chẳng qua tôi chỉ đến để phục bàn mà thôi. Được thôi, nếu bây giờ ông đã thắng, có phải nên bắt đầu nói về thân thế của tôi rồi không? Tôi hỏi, được, 27 năm về trước, ngày thìn tháng riêng, tạ ra thôn Bạch vụ Lâm bồn quý tử. Vì khó sinh, cho nên khi đứa bé ra đời toàn thân tái nhợt, rõ ràng đã chết trong bụng mẹ, Ông lão nhà họ tạ bế theo cháu của mình đến tìm bạch lão quỷ để an táng cho đứa bé, nhưng lão lại nói đứa bé này tuy tiên thiên vô mệnh, nhưng sinh cơ vẫn chưa đứt. Thật ra, không phải tôi tiên thiên vô mệnh, mà cái mạng của tôi đã bị cướp đi từ trong bụng mẹ rồi, mà người cướp nó đi, chính là tạ Lưu Vân đây. Bạch lão quỷ cứ tưởng mình có thể dự đoán được thiên cơ, nên đã dở thủ đoạn thông thiên chơi trò trộm mạng, nhưng lão lại không biết so với tạ Lưu Vân, lão vẫn bị phóng tay trên, bởi vì mạng của tôi chưa kịp ra đời đã bị tạ Lưu Vân trộm đi mất rồi. Tại sao ông lại làm vậy? Nghe đến đây tôi liền hỏi. mươi 128, thân thế sáng tỏ hai. Trách là trách người sinh không đúng thời điểm, người không nên ra đời vào ngày sau thiên tạc trực ban. Dù cho ta không trộm cái mạng của ngươi thì bạch lão quỷ cũng sẽ nghĩ cách để hại chết ngươi, sau đó sẽ vì ngươi mà đến đàm cửu long trộm mạng, ta chẳng qua chỉ là dành trước hắn một bước thôi. Tạ Lưu Vân nói, Lúc ông nội tôi bế một đứa bé đỏ hòn là tôi đấy đến tìm bạch lão quỷ, lão liền chắc chắn đây chính là ý trời đã định, mọi chuyện tất thành. Ngay trong đêm đó liền bắt đầu cùng sư mẫu hai người xuống đàm cửu long, thi triển thuật pháp ma đạo đang ẩn chứa thiên cơ, để trộm mệnh cách thất sát về cho tôi. Chỉ cần có thể trộm được mệnh cách thất sát cho tôi, trong mệnh cách đó có ấn ký của ma đạo tổ sư, có thể thức tỉnh từng chút theo thời gian. Đợi cho đến ngày cửu tinh tề tựu đất trời biến hóa, ma đạo tổ sư sẽ có thể trùng sinh từ cơ thể của tôi. Và rồi mặc cho lão có vắt óc suy tính cũng không ngờ được sau khi tạ Lưu Vân nhảy xuống đàm cửu long vẫn không chết, mà còn dùng thần hồn để vào cố quan chấn hồn, cuối cùng thành ra bạch lão quỷ mới là người bị tính kế. Trước là tạ Lưu Vân trộm mạng của tôi, tiếp theo là đợi lão bạch đi trộm mạng, sau đó ông liền trực tiếp lấy mạng của tôi cùng những cách thất sát đều đưa hết vào cơ thể tôi, cuối cùng sẽ do bạch lão quỷ và sư mấu kết tụ ba hồn bảy phách cho tôi lại từ đầu. Như vậy mà nói, chính là bổn mạng của tôi đang chấn giữ mệnh cách thất sát trong ấn ký của ma đạo tổ sư sẽ không có cách nào thức tỉnh. Không chỉ không có cách thức tỉnh, ngược lại còn theo tôi lớn lên từng ngày, khi ý thức của tôi trở nên hùng mạnh sẽ có thể trấn áp nó triệt đề. Ban đầu Thùy Hỏa có nói, nếu như tôi gánh vác mệnh cách thất sát thì sẽ không thể là mạng của người khác được, bởi vì trên thế giới này tuyệt đối không thể tồn tại người có hai mệnh cách. Nghe Tạ Lưu Vân nói thế tôi mới hiểu hết được mọi chuyện, là do tôi không được sinh ra trong bụng mẹ, chưa có được mệnh cách của riêng mình, Tất nhiên là có thể tồn tại chung với mệnh cách thất sát rồi. Nói thế thì, từ đầu tới cuối, cái mạng này vẫn là của bản thân tôi. Tôi vội hỏi ông, "Đương nhiên, Tạ Lan thì cuối cùng vẫn là Tạ Lan thôi, cho dù đến tận bây giờ ta vẫn không nhìn thấy được sở trường gì trong ngươi." Tạ Lưu Vân cười tôi nói, nghe ông nói thế thì tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều, tôi liền chuyển chủ đề hỏi ông, "Nếu cái mạng này là của chính bản thân tôi, tại sao hôm đó khi tôi nhìn thấy tranh của ông, lại có cảm giác quen thuộc của tiền kiếp đến thế?" tại sao tôi lại có ký ức của ông nghĩ đến đây tôi liền hỏi chỉ dựa vào cái mạng của ngươi sẽ không thể phong ấn được mệnh cách thất sát đâu cho nên ta đã động tay vào cái mạng của ngươi ông làm gì cơ ta đem một ít thần niệm của ta vào mạng của ngươi để trấn áp mệnh cách thất sát trong ấn ký của ma đạo tổ sư ồ ra là thế tới đây thì liên quan đến thân thế của tôi cuối cùng cũng đã sáng tỏ mạng của tôi thì vẫn là của tôi tuy mệnh cách thất sát không phải là thứ tôi muốn có nhưng cũng phải gánh vác nó đến cuối đời rồi. Cũng may là khi nãy mà đạo tổ sư bước ra cố quan chấn hồn, mệnh cách thất sát mà ông giữ trong ấn ký cũng theo đó mà biến mất triệt để, từ đó sẽ không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Thần niệm của tạ Lưu Vân trong người tôi cũng đã bị ông thu lại. Bên trong cố quan này là gì vậy? Tôi hỏi tiếp, ngươi có thể đoán ra mà, thuật pháp thần thông của ma đạo tổ sư, đúng vậy, thế ngươi có muốn học không? Tạ Lưu Vân hỏi tôi, không, mẹ tôi nói đừng lấy những gì không phải là của mình tôi nghĩ sao thì nói vậy thật ra tôi cũng có chút dối lòng đấy bởi vì thuật pháp thần thông của ma đạo tổ sư đối với thời đại mạt pháp mà nói thì nó chính là cơ duyên hiếm hoi không dễ có được chỉ là không biết vì sao bản năng của tôi lại kháng cự những thứ này lắm cảm giác này khác với lúc tôi đi theo khương tuyết dương để học đạo tôi thả bắt đầu từ con số không cũng không muốn mượn danh nghĩa của ma đạo tổ sư để một bước lên mây nếu như là tôi của lúc trước thì còn có thể không từ chối. Ha ha. Tạ Lan, thất sát là đạo tặc nhiễu loạn thế giới, cho dù bây giờ ngươi từ chối thừa kế chân truyền của Ma đạo tổ sư, tương lai vẫn sẽ đi theo vết xe đổ của hắn. Tư chất của ngươi còn thua xa hắn rất nhiều, chỉ e con đường này của ngươi sẽ gian nan hơn hắn năm xưa gấp vạn lần. Ông biết rõ tôi không nguyện ý làm Ma đạo tổ sư gì kia mà, nếu thật sự trong tương lai phải bước đi trên con đường lúc trước của ông ấy thì tôi vẫn hy vọng bản thân có thể dựa vào tâm ý của Tạ Lan tôi mà hành sự bước đi từng bước một. Ồ, những gì cần nói cũng đã nói xong, ta cũng nên đi rồi. Tạ Lưu Vân nói, ông định đi đâu, nhân gian đã không còn ma đạo tổ sư, vậy thì hà tất phải có Tạ Lưu Vân ta nữa chứ. Nói xong câu này, Tạ Lưu Vân cầm lấy cây cờ chiêu hồn có chữ đạo phía sau ông ta, nhất bộ thập trượt, sẽ tan hư không mà bước đi như dáng vẻ của ma đạo tổ sư trước đó. Chỉ là bóng lưng của ông ta so với ma đạo tổ sư vẫn còn kém xa, song vẫn khiến người ta khó quên như nhau. Ngay lúc bóng dáng tạ Lưu Vân mỗi lúc một xa tôi mới chợt nhớ đến câu hỏi mà côn lôn tiên tử nhờ tôi chuyển lời. Tôi lớn tiếng hỏi với theo, có người nhờ tôi hỏi ông một câu, tại sao ông lại không ghé thăm núi côn lôn lần nữa? Tạ Lưu Vân hơi khựng lại, song vẫn không ngừng bước tiếp, từ xa vọng hồi đáp một câu, thử tâm hiệu khiết như minh nguyệt, thiên nhai hà sứ bất côn lôn. chương 129, trở về nhân gian 1. Sau khi mà đạo tổ sư và tạ Lưu Vân rời đi, trong cổ quan chấn hồn này chỉ còn mỗi mình tôi tôi và bọn họ không giống nhau nếu tôi muốn thì chỉ cần định thần tập trung quán tưởng cơ thể của tôi ngoài kia thì liền có thể thoát khỏi nơi đây nhưng tôi chưa vội rời đi lúc này tôi vẫn còn vài chuyện nghĩ không thông thời gian cùng khương tiết dương tu hành trước đây bởi vì trong lòng có quá nhiều khúc mắc từ đầu đến cuối không thể phá vỡ cảnh giới tâm linh mà bây giờ thân thế của tôi đã sáng tỏ thần thức của tôi chưa bao giờ sảng khoái như lúc này có nhiều chuyện tôi nghĩ mãi không thông thì sau khi đến đây cũng đã được sáng tỏ ví dụ như âm ti ba lần điểm máu tên tôi, có lẽ từ lâu âm ty đã tra ra được việc trộm mạng. Chẳng qua bọn họ mưu toan quá nhiều việc, không chỉ tính kế ma đạo tổ sư mà còn tính kế cả tạ Lưu Vân. Đối với âm ty mà nói, ma đạo tổ sư là một mối đe dọa, mà tạ Lưu Vân cũng thế. Ma đạo tổ sư hiển nhiên là vạn cổ kỳ tài, mà tạ Lưu Vân lại có thể cùng ông đấu cờ, rõ ràng cũng là nghìn năm hiếm thấy. Luận đạo Pháp Tu Vi, cả đời tạ Lưu Vân này vĩnh viễn không thể sánh với ma đạo tổ sư, nhưng khí phách của ông, nhất là câu nói nhân gian không còn ma đạo tổ sư, vậy thì hà tất phải có tạ Lưu Vân, thật khí phách ngút ngàn. Điều khiến tôi bái phục nhất ở tạ Lưu Vân là sự tính toán hoàn mỹ của ông ta, bạch lão quỷ so với ông ta mà nói thì vẫn còn kém xa mọi mặt. Phong thái vô song của hai con người này khiến tôi phải khắc cốt ghi tâm. Người xưa nói quả không sai mà, quân tử bất hoạn vô lượng hiện đại tác lượng đại. Hôm nay tôi ở trong cỗ trấn quan này, mắt thấy tai nghe, đã thay đổi triệt để nhân sinh quan của tôi trong vô thức. Trước đây tôi từng có sự kiêng kỵ đối với mệnh cách thất sát. Bây giờ thì tôi không cần cố gắng tránh né nữa. Nếu đã không thể tách rời thì xem như mệnh cách thất sát này thuộc về tôi đi. Còn về việc mệnh cách từng náo loạn thế giới này sẽ đưa tôi về đâu thì chỉ đành chờ đợi thời gian trả lời rồi. Phải một lúc lâu sau tôi mới đứng dậy. Tuy thần lực thì không rõ mạnh yếu nhưng lồng ngực tràn đầy kiêu hãnh luôn đó. Tôi thề với đất trời, từ nay về sau sẽ không bao giờ tự xem thường bản thân nữa. Như chính câu nói, tam quân có thể thu phục tướng nhưng không ai có thể thu phục được sự quyết tâm và tham vọng. Cho dù không tuyệt thế giỏi giang như ma đạo tổ sư ngày trước thì cũng phải học theo tạ lưu vân tỏa sáng rực rỡ. Sau khi quán tưởng ra khỏi quan chấn hồn, linh hồn của tôi quay về hòa nhập với thể xác. Tôi cầm lấy kiếm phân thủy, bơi ngược lên trên, không biết là đã qua bao lâu kể từ khi tôi xuống nước, cũng không rõ bây giờ trên kia đã phát sinh loại tình huống gì rồi. Vừa ra khỏi cái hang không đáy, tôi liền nghe tiếng ầm ầm rồi cái hang bắt đầu sụp đổ động tĩnh này lớn đến nỗi đất trời rung chuyển một nửa núi phục Nhiêu bị hố đen nuốt chửng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường tiếp đó nước sông bắt đầu dao động mặt nước vốn yên tĩnh của đàm cửu long bắt đầu di chuyển lần này thứ chuyển động không phải là dòng nước chết mà là dòng nước đục ngầu dữ dội của sông hoàng hà nhầm tính thì đây cũng là thời khắc nước lũ mùa thu tràn về đàm cửu long và nước sông hoàng hà hòa lại làm một từ nay về sau mọi thứ ở đây sẽ vĩnh viễn bị phù sa sông hoàng hà chôn vùi mà cố quan chấn hồn có lẽ cũng không còn cơ hội xuất hiện nữa rồi. Dòng nước chảy xiết vô cùng, nhưng may là thanh kiếm phân thủy trong tay tôi vẫn không hề hấn gì, tiếp tục hướng thẳng lên trên. Lại không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng trồi lên khỏi mặt nước. Vừa lên đến, tôi liền cảm nhận được một lực vô hình nhẹ nhàng quấn lấy thân tôi, một khắc sau đó, cơ thể tôi bị nhấc bổng lên trời rồi vững vàng đáp xuống mũi thuyền ô bồng. Lúc này vẫn là ban đêm, nhưng lại không phải là cái đêm đầu tiên mà tôi xuống nước. Trời mưa lất phất, trên bờ sông nhấp nháy ánh đèn. Người của đạo môn và âm ti đã rút đi một nửa, âm nhân thiên hạ cũng đã rời đi hết. Trên thuyền không chỉ có Trương Chi Viễn và vị côn lôn tiên tử đeo khăn che mặt kia mà sư phụ của tôi Khương Tuyết Dương cũng ở đó, hơn nữa thần sắc của cô ấy xem ra gần như đã khôi phục hoàn toàn, từ lúc tôi đáp lên thuyền, cô ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi xuống dưới kia đã được mấy ngày rồi, tôi hỏi tính đến thời điểm hiện tại thì cậu xuống nước đã sắp xỉ 7 ngày 7 đêm rồi đó. Tuyết Sương trả lời, chương 130, trở về nhân gian 2. Tôi thoáng giật mình, tuy tôi vẫn cảm nhận được thời gian tôi ở dưới kia không phải là ngắn nhưng lại không nghĩ nó lâu đến thế. Khi ý thức được thời gian, tôi liền cảm thấy sức cùng lực kiệt, bụng đói cồn cào. Vốn dĩ trước đó từ dưới đáy nước đi lên chỉ tập trung vào ý chí tính thần mà quên đi sức lực có hạn của cơ thể, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tôi liền ngồi bệt xuống sàn. Thấy vậy, côn lôn tiên tử liền lấy từ trong túi áo ra một chiếc lọ sứ, từ trong đó lấy ra vài viên đan hoàn màu trắng như tuyết đưa tôi và nói, tuyết liên đan này có thể giúp cậu bổ túc sinh khí, tả công tử, cậu dùng trước đi. Đan hoàn trắng như tuyết cực hấp dẫn, nhưng mị hoặc lòng người hơn cả lại là đôi tay mềm mại của cô ấy. Tôi cảm động nhận lấy, nhưng ai mà ngờ đến chút sức lực tay tôi cũng không có, làm tôi xấu hổ chết đi được. Sao nào, lẽ nào cần tôi bón cho cậu ăn hả, ngữ khí của côn lôn tiên tử có vài phần trêu chọc. Đa tạ tiên tử cho thuốc, để tôi đến giúp cậu ta. Sư phụ của tôi nói, Tuyết Liên đan vừa xuống cổ họng liền là một cảm giác mát lạnh, tinh thần chấn động một phen. "Đừng vội, Tuyết Liên đan là một loại thuốc quý hiếm của Côn Lôn, trước khi đứng dậy, cậu hãy ngồi thiền và hấp thụ nó theo cách mà tôi đã dạy cậu trước đó." "Bọn tôi đã ở đây đợi cậu rất nhiều ngày như vậy rồi, đợi thêm một chút cũng đâu tính là gì?" Khương Tuyết Dương nói, tôi nhìn sư phụ gật đầu rồi sau đó bắt đầu ngồi thiền và niệm thiền chú mà cô ấy đã dạy. Một lúc sau, tôi mở mắt ra và đứng dậy trước tiên tôi cúi người đa tạ côn lôn tiên tử, sau đó liền hướng trương chi viễn và sư phụ của tôi hành lễ. Dưới đó quả thật có cố quan chấn hồn, tôi cũng đã xuất hồn của mình vào bên trong đó. Tôi nói, vậy cậu có gặp được sư đệ của ta không? Trương Chí Viễn ngay khi nghe tôi nói hồn tôi đã vào cố quan chấn hồn liền kích động hỏi. Đã gặp qua, tạ lan, mau nói cho tôi biết cậu đã gặp phải chuyện gì, đừng giấu giếm bất kỳ chi tiết nào cậu đã gặp phải trong cố quan chấn hồn. Cậu cũng thấy rồi đó, người của phủ thiên sư và âm ti trên bờ kia đều đang chờ đợi một kết quả. Cái mạng của cậu bây giờ chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của sư phụ cậu mà thôi, cho dù có mang cái thân già này ra e là vẫn không thể qua được bọn họ. Trương Chí Viễn nói với ánh mắt hừng hực, tôi quay đầu nhìn vị sư phụ của tôi, cũng không hiểu vì sao, trước khi đưa ra sự lựa chọn này, dường như tôi đã quen ỉ lại vào cô ấy mất rồi. Cảm giác tin tưởng mà cô ấy mang đến cho tôi có thể nói là còn sâu đậm hơn là bạch lão quỷ trước kia, thậm chí còn có thể sánh ngang với thủy hỏa. cậu cứ nói đi. Khương Tuyết Dương nói được. sau đó tôi mang toàn bộ chuyện sau khi vào cố quan thì gặp được Ma đạo tổ sư và Tạ Lưu Vân đấu cờ kể qua một lượt. tôi cũng giải thích về thân thế của mình, chỉ đẩy mọi thứ theo tính toán của Tạ Lưu Vân. còn về mệnh cách thất sát, tôi không dám nói nó đang ở trên người mình mà chỉ dám thoái thác rằng đã bị Ma đạo tổ sư tước đoạt lại và mang theo đi vào hư không rồi. dẫu sao mệnh cách thất sát cũng thuộc dạng cá biệt tam sinh thạch của âm ti cũng không thể viết tên nó vào sổ sinh tử. Thất sát là đạo tặc nhiễu loạn thế giới, bất luận giữa tôi và ma đạo tổ sư có mối quan hệ gì hay không, chỉ cần để lộ ra tôi có mệnh cách thất sát thì người của đạo môn và âm ti sẽ liên thủ truy sát. Sau khi nghe tôi kể xong, ba người bọn họ đều thở dài thương tiếc cho ma đạo tổ sư, đồng thời cũng vô cùng cảm khái tạ Lưu Vân. Tạ Lưu Vân từng nói thắng thua đã định, ông chẳng qua chỉ ở lại để xem rốt cuộc ai là người thắng cược. Ngoài cái người trong bóng tối cướp mạng rồi lại an bài trả mạng kia thì còn ai vào đây nữa? Thật tốt, qua lời của cậu tôi mới hiểu ý nghĩ của sư đệ, không uổng công tôi vì cậu mà giữ chức trưởng giáo bấy nhiêu năm. Tôi vốn muốn nhờ cậu xuống dưới kia thay tôi hỏi hắn một câu, rằng hắn có hối hận khi năm xưa quyết định hy sinh không, hôm nay xem ra hắn đã không hề hối hận rồi. Trương Chí Viễn nói, âm ti đem tôi so sánh với ông ấy, thật hổ thẹn, tôi vẫn còn kém quá xa, khương tuyết dương tôi làm sao dám so sánh với ông ấy khương tuyết dương xấu hổ nói nói như thế cũng không đúng khương hành tẩu đừng quá khiêm tốn xét về tu luyện đạo giáo cô có thể không đạt tới cảnh giới cao như tạ lưu vân nhưng xét về những tài năng khác cô chưa hẳn đã kém ông ta côn lôn tiên tử ý vị sâu xa nói tiên tử nói như vậy là có ý gì chăng hừm nhìn lại trên thế nhân này khương hành tẩu mời phong thần hạ thế để hộ thân trong mắt của tiên đạo tôi mà nói quả thực không đơn giản đâu Khương Tuyết Dương trầm mặc không đáp, một lúc sau mới lên tiếng, "Tiên tử đã từng nhận lời bảo vệ Tạ Lan, xin người hãy thực hiện lời hứa." "Tạ Lan cậu ta đã buông bỏ việc thừa hưởng từ Ma đạo tổ sư, chỉ riêng điều này cũng đủ khiến ta tôn trọng, ta đương nhiên sẽ bảo vệ cậu ta." "Tuy nói thế gian không còn Ma đạo tổ sư nữa, mệnh bàn sát phá lang khó hợp thành. Tuy nhiên, cậu ta cũng nên cắt đứt quan hệ với phá quân của Ma đạo đi, nếu như để ta biết cậu ta và phá quân vẫn còn dính líu đến nhau, ta sẽ tự tay kết liễu mạng cậu ta." câu nói của côn lôn tiên tử vang vọng khắp bờ sông tất cả người trên bờ đều có thể nghe thấy rõ mồn một, một tôi mở miệng định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong đối với đạo hành hiện tại của tôi mà nói đương nhiên bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất huống hồ thủy họa bây giờ đang bị thương nặng không biết đến tháng nào năm nào tôi mới có thể gặp lại cô ấy trong tim tôi chỉ cần cô ấy còn công nhận danh phận vợ chồng này thì cô ấy vẫn mãi là cô vợ duy nhất của tạ lan này sự việc đã xong người của phủ thiên sư và âm ty trên bờ lần lượt rút lui côn lôn tiên tử trên chiếc thuyền ô bồng ngược dòng trở về côn lôn mà trương trí viễn sau đó cũng biến mất không tâm thích nhất thời chỉ còn lại tôi và khương tuyết dương hai người bọn tôi cùng nhau đi dạo trên bờ sông dưới màn mưa đêm tạ lan sau này cậu định làm gì sẽ theo tôi đến núi trung nam chứ khương tuyết dương hỏi tôi cô là sư phụ của tôi hơn nữa tôi cũng đã quyết tâm đi con đường tu hành tất nhiên sẽ đi cùng sư phụ chỉ là trước khi đi đến núi Trung Nam, sư phụ có phải nên nói cho tôi biết vì sao lại thu nhận tôi làm đồ đệ rồi không? Vốn dĩ là nên nói cho cậu biết, nhưng hiện tại có vẻ côn cô lôn tiên tử đang cảnh giác tôi, có những chuyện tôi cảm thấy cậu không biết sẽ tốt hơn. Khương Tuyết Dương tỏ vẻ khó nói hiếm thấy, thực ra cô không nói tôi cũng đoán được, vốn dĩ cô thu nhận tôi làm đồ đệ chẳng qua là do cô chính là người đó. Ai, cô không tiết lộ tôi cũng sẽ không nói, khá khen cho cậu đó tạ lan, đệ tử lại dám cả gan lấy sư phụ ra tiêu khiển cơ đấy. chương 131, nhập thế tu hành một Trước khi xuất phát đi đến núi Trung Nam, tôi đến gặp người nhà của mình. Việc ở Đàm Cửu Long đã qua, tử địa gây hoảng sợ cho dân làng hàng trăm năm cũng đã được giải trừ. Người ta tin rằng chẳng bao lâu nữa, sự sống nơi đây cũng sẽ khởi sắc như những vùng thủy vực khác của sông Hoàng Hà. Cha mẹ tôi hiện sống trong khu tái định cư của thị trấn, lúc gặp họ tôi không kể gì nhiều. Trận chiến đàm cửu long quá là vượt sức tưởng tượng đi, mà việc trộm mạng tôi cũng không thể nào giải thích rõ ràng với họ được. Tôi đến đây là chỉ muốn nói với họ một tiếng rằng tôi sắp cùng Khương Tuyết Dương đến núi Trung Nam học đạo mà thôi. Học đạo cũng giống như việc xuất ra vậy, đều cần phải rũ bỏ Trần Duyên, cũng có nghĩa là về sau sẽ không thể ở bên gia đình được nữa. Cha mẹ không hề khuyên ngăn tôi, trải qua biết bao nhiêu chuyện, tôi lại cư nhiên không hé lộ bất cứ chuyện gì, họ cũng hiểu rằng cuộc sống của tôi giờ đây không còn giống với người thường nữa rồi. Lan Nhi, mẹ nghe nói sự việc ở Đàm Cửu Long có liên quan đến Thủy Họa, có thật như vậy không con?" Dạ, tôi gật gật đầu, "Thủy Họa bây giờ thế nào rồi? Con đừng có mà giấu mẹ, mẹ thấy rất nhiều đạo sĩ đã đi về hướng Đàm Cửu Long, có người còn nhìn thấy âm binh mượn đường, bọn họ nói Hoàng Hà nương nương là đại họa, đạo sĩ và âm binh đến để bắt nó." "Mẹ, mẹ cảm thấy Thủy Họa là người thế nào ạ?" À? Tôi hỏi, "Mẹ không cần biết, chỉ cần nó không hại người thì mẹ vẫn luôn xem nó là con dâu nhà họ Tả. Mau nói cho mẹ biết, Thùy Họa bây giờ thế nào rồi con? Mẹ tôi rất quan tâm đến an nguy của Thùy Hỏa, cô ấy đang ở dưới sông Hoàng Hà ạ. À? Thì ra nó vẫn ở dưới sông Hoàng Hà, con đi học đạo rồi nó phải làm sao hả con? Thấy mẹ tôi hết lần này đến lần khác lo lắng cho cô ấy, nước mắt của tôi cuối cùng cũng không kiềm được nữa mà rơi xuống. Hình ảnh Thùy Họa trước khi xuống nước vẫn in đậm trong tâm trí tôi, toàn thân đều là máu, những vết thương có thể nhìn thấu được xương, nét mặt bi ai cũng cô ấy khi thiên tôn ngã xuống, cùng với ánh mắt nhìn tôi lần cuối đó, tuy nói chín khúc sông Hoàng Hà đối với cô ấy đâu đâu cũng tồn tại sinh cơ, nhưng cô ấy phải lại phải nhẫn nại chịu đựng bao nhiêu thống khổ, lại phải tu hành bao nhiêu năm nữa mới có thể xuất hiện đây. Mẹ, con chính là vì cô ấy mới học đạo, con sẽ quay về tìm cô ấy. Sau khi nói lời từ biệt với cha mẹ, tôi cùng Khương Tuyết Dương ngồi xe rời khỏi nơi đây, thẳng tiến về núi Trung Nam. Mặc dù Khương Tuyết Dương là thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo, nhưng muốn đi quãng đường dài thì vẫn cần đến công nghệ hiện đại đó nha. Tôi thì ổn rồi, bận trang phục của người thường, mà Khương Tuyết Dương lại một thân áo bảo đạo sĩ trói mắt. Không biết đã phải nhận lấy bao nhiêu ánh nhìn hiếu kỳ, thậm chí có người còn hào phóng bố thí cho cô ấy nữa cơ. Tôi quen rồi, đối với việc này, Khương Tuyết Dương chỉ dùng ba từ này để giải thích. Trên đường đi, tôi và Khương Tuyết Dương lại cùng nhau tán gẫu vô số chuyện. Ngày đó lúc đứng trên thuyền ô bồng, cô ấy cư nhiên biết rõ việc tôi che giấu mệnh cách thất sát, cô ấy lúc đó vô cùng lo lắng, sợ tôi nói tuột ra chuyện đó. tôi hỏi cô ấy rằng ma đạo tổ sư và tạ lưu vân sau khi rời khỏi quan chấn hồn thì sẽ đi về đâu. khương tuyết dương đáp rằng hai người bọn họ tuy là đều phá tan hư không nhưng tình cảnh lại hoàn toàn khác nhau. ma đạo tổ sư ba hồn bảy vía tiêu tán, thần niệm cũng hóa thành hy di đồng quy với đất trời. hy di là gì? nghe mà như không nghe là hy, nhìn mà không thấy là di. đó là hình thái sau cùng của vạn vật khi niết bàn, nhưng không phải người nào cũng có thể diễn hóa được. Khương Tuyết Dương nói rằng, muốn diễn hóa Hy Di thì lúc sống phải có được đại đạo của bản thân, bởi vì Hy Di chính là thể hiện đại đạo, chỉ có những nhân vật có cấp bậc đạo tổ mới có thể đạt được. Tu hành đến cảnh giới hợp đạo là chạm đến và cảm nhận ngưỡng cửa của đại đạo, đạo tâm và đại đạo tương khế hợp, có thể sử dụng sức mạnh quy luật bên trong đại đạo. Hơn nữa, một khi đã có được đại đạo của bản thân thì sẽ có thể kiểm soát toàn bộ quy luật bên trong đại đạo, ngoại trừ đạo tổ, chỉ có một số ít thiên tôn có đại đạo của riêng mình. Lúc đầu, sau khi ma đạo tổ sư tử trận, chỉ còn lại mảnh tàn hồn bị nhốt trong cổ quan chấn hồn. Về sau tạ Lưu Vân mở cổ quan lại tiêu diệt luôn mảnh tàn hồn đó, ma đạo tổ sư chỉ còn con đường là hóa thành hy di mà thôi. Trong cổ quan chấn hồn, ma đạo tổ sư hóa hy di vẫn có thể lộ rõ thần nghiệp, nhưng một khi đã bước ra khỏi cổ quan thì sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nghe đến đây tôi vô cùng ngạc nhiên. Chẳng trách tạ Lưu Vân từng nói tu đến cảnh giới như ma đạo tổ sư cũng không thể dùng hồn phách để định sinh tử. Còn tạ Lưu Vân thì sao? Tôi lại hỏi, tạ Lưu Vân bản thể vẫn đủ hồn đủ vía, ra khỏi cố quan chấn hồn chẳng qua chỉ là tự mình buông bỏ một thân đạo hành, một lần nữa gia nhập vòng luân hồi mà thôi, biết đâu chẳng bao lâu nữa nhân gian lại xuất hiện một vị đạo môn thiên tài đáng kinh ngạc không chừng. Tu hành đến cảnh giới hợp đạo, lại sẵn sàng buông bỏ tất cả để tái sinh, tạ Lưu Vân này thật khiến người ta bái phục. Tôi nói, quả nhiên là tạ Lưu Vân, không ngoa khi nói ông ta là người duy nhất của đạo môn trong thời đại mặt Pháp. Tạ Lan, cậu phải nhớ một điều, một khi tạ Lưu Vân trùng sinh thì chắc chắn ông ta sẽ là kẻ địch mạnh nhất của cậu. Tại sao lại như thế? Đạo giáo không giống nhau tất phi mưu cũng khác nhau, cậu là mệnh cách thất sát của ma đạo, mà tạ Lưu Vân chắc chắn sẽ mang lá cờ của nhân đạo, ông ta sẽ không đứng yên nhìn cậu trở thành hậu duệ của ma đạo tổ sư đâu. Nếu đã như vậy thì tại sao lúc ở trong cố quan chấn hồn tạ Lưu Vân lại không xuống tay với tôi luôn cho xong? Tôi lại hỏi, trong cố quan chấn hồn mọi người đều là hình ảnh phản chiếu, ông ta không làm gì được cậu, nhưng cậu không nên nghe lời ông ta mà từ bỏ kế thừa thuật pháp thần thông của ma đạo tổ sư, đó chính là sai lầm lớn nhất của cậu. Khương Tuyết Dương nói, chương 132, nhập thế tu hành 2. Tôi lại cảm thấy không có gì là sai lầm cả, tu đạo cũng chính là thuận theo tâm ý, trái tim tôi kháng cự mọi thứ của ông ta, có gắng ngượng học đi trang nữa thì cũng không thể thấu được toàn bộ tinh túy trong đó. Tóm lại, tôi đối với phần kế thừa này là không có duyên. Khương Tuyết Dương cũng giải thích về việc đàm cửu Long có dị biến sau khi tôi rời khỏi, cô ấy nói mà đạo tổ sư và tạ lưu vân người trước người sau xé toạc hư không mà bước ra đã hút cạn kiệt khí của cỗ quan chấn hồn. Chỉ đợi hồn của tôi từ trong đó thoát ra là sự tồn tại của cỗ quan chấn hồn không còn cần thiết nữa. Toàn chân giáo được thành lập ở Bắc Tống bởi Vương Trọng Dương là đạo môn có sức ảnh hưởng nhất trong năm đạo giáo lớn. Ở thời đại mặt Pháp, toàn chân giáo cũng như những đạo giáo khác đều được chia thành hai nhà nội và ngoại. Nội đạo giáo chỉ yêu cầu tu hành, đạo quan được xây dựng trên đài lăng vân sâu trong núi Trung Nam, mây che phủ quanh năm, người trên thế gian khó có thể nhìn thấy toàn cảnh giáo phái của nó. Ngoại đạo giáo thì lại cởi mở với nhân thế, đón nhận hương khói của nhân gian và hấp thụ sức mạnh của niềm tin. Tôi bám gót theo Khương Tuyết Dương để tu hành tất nhiên là sẽ đến nội đạo giáo. Mới đầu tôi còn cho rằng nơi của nội đạo giáo sẽ khiêm nhường như ẩn sĩ, khi bước vào mới phát hiện nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác đạo quan nằm trên một vùng đất rộng lớn có hàng trăm cung điện lớn nhỏ to hơn mấy trăm lần huệ tề quán thật khó tưởng tượng nó được xây dựng nên như thế nào trong vùng núi sâu và hoang vắng này thấy tôi nhìn đến ngứa người khương tuyết dương nói rằng nơi này không hoàn toàn là do sức người xây dựng nên chớ quên rằng cao nhân của đạo môn có thần uy rời núi nếu người trên thế gian thấy được nơi đây ẩn giấu vô vàn đạo quán như vậy không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào tôi không khỏi thốt lên toàn chân giáo nội đạo giáo như một cảnh giới bí mật được che đậy bởi một vòng tròn ma thuật, giả như có người trèo đèo lội suối đến được đây đi chăng nữa nhưng lại không tìm thấy cửa quan thì cũng không thể biết được toàn cảnh đạo quán này, có đến đây thì cái nhìn thấy chẳng qua chỉ là một số tàn tích như tượng đài mà thôi. Nhĩ cũng đúng, kẻ tu hành vốn không nên tham gia thế tục, thần thông phép thuật đối với nhân gian thời đại mạt pháp mà nói là nghịch lý. Khương Tuyết Dương là hành tẩu thiên hạ, sở hữu riêng một biệt viện, sau khi chính thức bái sư, tôi cũng sống ở đây. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu cùng cô ấy ngày đêm tu hành đắc đạo mỗi ngày ngoại trừ cùng các đệ tử khác học ba buổi thì toàn bộ thời gian khác tôi đều ở trong biệt viện của sư phụ thân phận của tôi rất đặc biệt tất cả mọi người đều biết đến mối quan hệ giữa tôi và phá quân của ma đạo nhưng nhờ vào sự bảo hộ của khương tuyết dương mà không ai dám nhiều lời chỉ là người hâm mộ khương tuyết dương quá nhiều tôi lại thân thiết với cô ấy như vậy không tránh khỏi có những đệ tử ghen tuông vô lý đó trời ạ thời gian cứ thế trôi qua chớp mắt đã qua hai năm Tuy rằng tư chất của tôi không tốt nhưng lại có sự tập trung cao độ, sau 2 năm tôi đã phá bỏ được cảnh giới thông linh, bước vào cảnh giới chân khí. Khương Tuyết Dương từng nói muốn học được kiếm pháp của đạo môn thì cần phải đạt đến cảnh giới chân khí, hiện tại tôi đã đạt cảnh giới chân khí liền muốn cô ấy chỉ dạy tôi phong vũ kiếm. Phong vũ kiếm là do phong thần ban tặng, bây giờ tôi có dạy cậu thì cậu cũng không thể nào học hết được tinh ví của nó đâu. Khương Tuyết Dương đáp, vậy tôi nên học kiếm pháp gì? Mệnh cách thất sát tất nhiên sẽ học sát kiếm kiếm pháp của toàn chân giáo đòi hỏi thiên nhân hợp nhất, đạo thâm sâu nhưng không đủ sát sinh. Vậy tôi có thể học sát kiếm từ đâu? Tôi hỏi, cậu có mệnh cách thất sát, sát kiếm căn bản không cần phải học, khi sát tâm nổi lên sẽ biết thế nào là sát kiếm. Chỉ là đạo môn là nơi thanh tịnh, rất khó nổi sát tâm, cậu đã cùng tôi tu hành 2 năm, cũng đã đến lúc nhập thế mà tôi luyện rồi đó. Khương Tuyết Dương là muốn tôi nhập thế chảm tà túy độ vong hồn, nói rằng đợi đến lúc tôi mài rũa nên sát tâm sẽ tự nhiên thông qua mệnh cách thất sát mà lĩnh hội được sát kiếm. Trên núi hai năm nay tôi đã quen với cuộc sống tu hành thanh tịnh, nghe đến hai từ nhập thế liền có chút bối rối mà không khỏi hỏi cô ấy rằng muốn nhập thế thì tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Nhập thế cần dựa vào nhân quả, cậu vẫn đang giữ phân thủy kiếm của vương gia, trước hết hãy kết thúc đoạn nhân quả này, đến thời điểm nào đó tự nhiên trên người sẽ có phần nhân quả khác. Sư phụ không đi cùng tôi ư, tạ lan à, tôi có thể bảo vệ cậu một thời gian nhưng không thể bảo vệ cậu một đời sự việc đàm cửu long đã qua rồi cậu cần phải kịp trưởng thành trước khi phá quân một lần nữa xuất thế